không tuổi đúng không? Và ngay cả trong Amway mình cũng thấy có rất nhiều anh chị đã sử dụng dinh dưỡng và chăm sóc da cùng với Nutrilite và Artistry một cái thời gian gắn bó với lại Amway khoảng hơn 10 năm nay, thì làn da của rất là nhiều người cải thiện so với cái độ tuổi thật của mình. À, thì cái đó là một trong những cái dấu hiệu mà chúng ta cho thấy là làn da của chúng ta nó cải thiện ha, khi chúng ta biết chăm sóc đúng cách. Và những cái bí kíp của những người đó ngày hôm nay chúng ta được học hết, nên các anh chị yên tâm. Đây, vậy thì các anh chị ơi, bây giờ chúng ta hãy xem coi những cái quá trình lão hóa của làn da của chúng ta nó xảy ra ở ở những cái tầng da nào, đúng không ạ? Chúng ta nói lão hóa nhưng mà bây giờ chúng ta khi muốn chăm sóc da thì chúng ta cũng biết là nó lão hóa ở những cái tầng da nào. Nhưng mà thật ra các anh chị, khi mà làn da lão hóa thì nó diễn ra ở các lớp của làn da của chúng ta luôn. Và thường là nó sẽ diễn ra một đồng thời ở tầng da, lớp da của chúng ta. Giống như là nó một tổng tấn công vậy đó. Chứ không phải là khi chúng ta còn trẻ chúng ta gặp một vài vấn đề. Nên có phải là khi những ai mà độ tuổi 30 trở đi thì chúng ta sẽ thấy trên da của chúng ta nó xuất hiện rất nhiều vấn đề về da, chứ không phải là một vấn đề về da, đúng không ạ? Và những cái vấn đề lão hóa da thì nó sẽ xuất hiện ở những cái tầng da như sau. Thì các anh chị thấy da của chúng ta là nó có tất cả là mấy lớp, các anh chị có nhớ không ạ? Đúng rồi, da của chúng ta có mấy lớp, các chị đã liệt kê hết trơn rồi. Đó là lớp thượng bì hay còn gọi là lớp biểu bì, rồi kế đến đó là lớp trung bì hay còn lại là lớp bì, đúng không ạ? Và cái lớp hạ bì hay còn là dưới đó là thêm là lớp mỡ dưới da. Đó, đó là chính là cái cấu trúc da của chúng ta. Vậy thì chúng ta hãy xem coi cái quá trình lão hóa này nó tác động vào những cái tầng da của chúng ta như thế nào, để chúng ta hiểu rõ khi chúng ta chọn những cái giải pháp chăm sóc da thì lúc đó chúng ta cũng sẽ phải có những cái chọn những cái sản phẩm phù hợp để tác động vào từng cái vấn đề da, từng cái tầng lớp của da để mà cải thiện, đúng không ạ? Và da của chúng ta thì đầu tiên chúng ta phải kể đến đó là lớp biểu bì. Thì tại cái lớp biểu bì á các anh chị, là cái lớp mà mắt thường chúng ta thấy được, đúng không ạ? Và tay của chúng ta có thể chạm vào được. Và chúng ta thấy là ở cái lớp biểu bì này á, nó có hai cái thành phần rất là quan trọng. Đó là cái thành phần đó là lipid. Đó là cái gì ạ? Nó tạo cộng với lại nước, nó tạo ra cái lớp màng giữ ẩm cho làn da của chúng ta. Vì thế mà da của chúng ta nó mới được mịn màng, nó được cấp ẩm, giữ ẩm, nó được khóa ẩm nên nó được mịn màng, đúng không? Và khi những người bị lão hóa thì có phải là chúng ta thấy là da của chúng ta nó có khuynh hướng khô đi không ạ? Là bởi vì cái việc sản sinh ra cái lipid cho cái lớp màng này nó bắt đầu nó suy giảm rồi. Vì thế mà cái khả năng giữ nước, khóa ẩm trên da của mình nó kém đi, và vì thế mà da của chúng ta nó bị khô da. Và cái biểu hiện thấy rõ nhất ở tại lớp biểu bì. Đó là cái một trong những cái dấu hiệu lão hóa đầu tiên ở lớp biểu bì ha. Rồi kế đến một trong những cái dấu hiệu mà các anh chị còn thấy nữa, đó là cái lớp biểu bì của chúng ta đó, và tại lớp đáy của lớp biểu bì á, là nơi sản sinh ra các tế bào mới. Đó là quyết định cái chu kỳ thay da, đúng không ạ? Và chu kỳ thay da của một người trung bình là, các anh chị nhớ, người trưởng thành trung bình là thay da là khoảng bao nhiêu ngày không ạ? Có ai biết không ạ? Đúng rồi, các anh chị, có một anh chị trả lời rất là chính xác, đó là trung bình là khoảng 28 ngày ha, còn 14 ngày thường là ở cái nhóm trẻ tuổi hơn, đúng không ạ? Nhưng mà tuổi trung bình từ 25 trở đi á, là khoảng 28 ngày, tức là khoảng một tháng ha. Và chúng ta thấy là cái chu kỳ thay da đó nó quyết định cho làn da của chúng ta nó được thay mới. Và nếu như và đối với những cái người mà bị lão hóa sâu á các anh chị, lão hóa nặng á, thì cái chu kỳ thay da này nó trở nên chậm đi, tức là cái việc mà sản sinh ra tế bào mới để thay cho tế bào cũ á, nó cũng chậm. Mà vì chậm như vậy thì chắc chắn là làn da của chúng ta nó không được thay mới, mà vì thế mà khi nhìn vào những cái làn da này chúng ta sẽ thấy rất là xỉn màu nè, có rất là nhiều cái tế bào chết, có sự sần sùi trên da của chúng ta, da của chúng ta không được tươi sáng, đồng màu, đều màu. Đó là cái biểu hiện lão hóa mà chúng ta cũng đã ghi nhận rồi, đúng không ạ? Còn cái lớp thứ hai đó là lớp trung bì. Nói về lớp trung bì thì chúng ta sẽ nói đến cái gì ạ? Đến cái cấu trúc của da, và nơi đó sẽ có những cái thành phần rất là quan trọng mà ảnh hưởng và tạo ra cái gọi là cái độ đàn hồi, cái độ săn chắc và tạo nên cái nền tảng cấu trúc da, đó chính là collagen và elastin. Và chúng ta biết
khi mà bắt đầu ở cái tuổi lão hóa trở đi thì cứ ở cái độ tuổi 25 trở đi thì những nhà khoa học họ nói rằng mỗi năm làn da của chúng ta nó mất đi khoảng 1%. Ví dụ 26 tuổi ba rồi đến 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi thì chúng ta sẽ lấy cái tỷ lệ phần trăm collagen trên da của chúng ta nó mất đi. Mà collagen và elastin đó, nó là một cái lớp đệm cho da, đúng không ạ? Lớp nền cho da, nó là cái bộ khung của da. Và cái với cái bộ khung này thì nó sẽ nâng đỡ những cái tầng cấu trúc của da, bởi vì nó tạo ra cái sự liên kết chặt chẽ. Và nếu như những cái việc mà sản sinh collagen kém đi, hoặc là collagen bị thất thoát, bị tổn thương, thì chắc collagen và elastin bị thất thoát, bị tổn thương thì chắc chắn là làn da của chúng ta nó bị trùng, bị nhão và bị chảy xệ, nên lúc đó chúng ta sẽ thấy là da của chúng ta nó không còn săn chắc nữa và xuất hiện nhiều nếp nhăn. Đó, nhiều nếp nhăn ha các anh chị ha. Và chưa kể ở trong làn da của chúng ta có thêm một cái thành phần, đó là thành phần gì các anh chị biết không ạ? Ở lớp trung bì á, cũng góp phần tạo nên cái độ căng mịn cho làn da của chúng ta, có ai biết không ạ? Ngoài collagen và elastin ra, có ai biết là có một cái thành phần nào đó mà nó tạo ra cái độ căng mịn cho làn da của chúng ta mà? Ồ, các anh chị quá xuất sắc, các anh chị nói ngay lập tức đó là HA. Nhưng mà có anh chị nào, nếu mà các anh chị trả lời là HA thì ai cũng trả lời được rồi. Các anh chị nào có thể ghi được chính xác cái tên của nó không ạ? Nếu mà anh chị nào mà ghi được chính xác cái tên đó thì hãy nhờ ban tổ chức ghi nhận cái người đó nha. Đúng rồi, đã có một anh chị ghi rồi. Chị Hằng, tôi thấy có một chị đã ghi đó là acid hyaluronic. Chính xác. Các câu trả lời của các chị đều chính xác cả, nhưng mà bởi vì muốn chọn lọc ra được cái người nào mà trả lời nhanh nhất và chính xác nhất để có sau những cái buộc ở cuối chương trình có thể tổng kết lại nha. Rồi các anh chị, vậy thì chúng ta biết á, cái thành phần acid hyaluronic acid á, là đó là một trong những cái phân tử mà giúp giữ được giữ nước cho làn da gấp 1000 lần so với lại trọng lượng của nó. Và như vậy thì nó sẽ làm cho da được giữ nước nè, trong cái phần trung bì của làn da, và làm cho da trở nên đầy căng đầy đó, thì nó giảm đi những cái vấn đề nếp nhăn của chúng ta đó. Và nếu như cái phần này nó mất đi thì chúng ta cũng sẽ ảnh hưởng đến làn da rất là nhiều. Đó. Rồi đến cái phần thứ ba, đó là cái phần trung bì. Và nếu nói về phần trung bì thì chúng ta sẽ đề cập sâu nhiều hơn là cái lớp mỡ dưới da. Và các anh chị biết là cái lớp mỡ dưới da của chúng ta nó sẽ có một cái số cái kích thước và cái số lượng tế bào ở cái lớp mỡ này. Và khi mà nó giảm đi, cái lớp mỡ dưới da này nó giảm đi thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc mà giảm cái thể tích của da. Điều đó nó cũng sẽ tạo ra nhiều cái những cái nếp nhăn sâu và làm cho má của chúng ta nó hõm, hoặc là những cái vết thương của chúng ta nó khó tự lành. Và đặc biệt đối với những người lớn tuổi thì chúng ta thấy là có những người cái lớp mỡ dưới da này hầu như nó không còn, hoặc là còn rất là nên nó, cái da của chúng ta nó thấy là nó rờ vào quá. Các anh chị thấy các ví dụ như cụ bà ở nhà, nếu như anh chị nào ở nhà có cụ bà, các chị thấy rờ vào hầu như là không thấy còn cái lớp mỡ dưới da, mà da nó dính sát liền cái tay luôn á, các chị có để ý không ạ? Đó, thì đó là những cái dấu hiệu mà cái lớp mỡ này nó đã mất đi, và nó làm cho nó không còn cái sự nâng đỡ cho những cái lớp trên. Đó. Thì làn da của chúng ta nó từng lớp nó có sự đan kết với nhau, có sự hỗ trợ tương hỗ lẫn nhau như vậy để giúp cho làn da của chúng ta nó được sao, nó được trẻ. Và khi những người mà lão hóa thì những vấn đề này da này bắt đầu xuất hiện, và khi xuất hiện thì những tầng lớp da nó đều có. Vậy thì những cái gì mà tôi đã nêu cho các anh chị ở cái phần biểu bì nè, ví dụ như là lipid nè, ví dụ như chu kỳ tái tạo tế bào mới nè, ở lớp trung bì là chúng ta sẽ có lớp có thành phần collagen, elastin và HA nè, rồi những cái phần mà những cái protein và cái chất béo ở trong da ha, tạo nên lớp mỡ dưới da, thì chúng ta phải cố gắng làm sao duy trì nó. Thì và khi chúng ta trong cái giải pháp mà cải thiện là chúng ta cũng đặc biệt lưu ý đến những cái thành phần này, bởi vì những cái thành phần này nó đã bị tổn thương, nó đã bị thoái hóa rồi thì chắc chắn là làn da của chúng ta bị lão hóa. Mà chúng ta muốn có cái giải pháp chống lão hóa thì chúng ta phải tập trung vô những cái yếu tố này. Các anh chị đã nắm chưa ạ? Những cái yếu tố mà từng lớp da chúng ta đã đề cập. Và khi mà các anh chị đi đến cái phần mà giải pháp,
thì các chị sẽ tìm thấy được, các anh chị sẽ nhìn thấy được những cái gọi là những cái thành phần, những cái công nghệ trong những cái giải pháp sản phẩm sẽ tập trung để xử lý các vấn đề da ở từng cái tầng da mà chúng ta đã phân tích nãy giờ ha. Rồi, ở cái phần này thì các anh chị có gì đặt câu hỏi không ạ? Ở phần này các anh chị có gì đặt câu hỏi không ạ? À, nếu không, chúng ta không có gì đặt câu hỏi thì chúng ta sẽ đi đến phần tiếp theo ha. Vậy thì những nguyên nhân nào khiến cho cái làn da của chúng ta bị lão hóa? Nói về nguyên nhân thì chúng ta thường nghe nói rất nhiều đến hai nguyên nhân. Đó là nguyên nhân ngoại sinh là ở bên ngoài. Ngoại sinh thì thường là, còn nội sinh là ở bên trong. Thì ngoại sinh thì thường là, ví dụ như là môi trường ô nhiễm nè, tia tử ngoại hay là tia UV, ha, đúng không? Rồi khói thuốc lá, thức uống có cồn, hay là có những người thiếu thói quen vận động hoặc là phương pháp chăm sóc sai, nó cũng ảnh hưởng đến cái làn da của chúng ta và gây ra lão hóa. Còn vấn đề nội sinh thì chúng ta sẽ thấy có những yếu tố như là di truyền, tuổi tác, biểu cảm trên khuôn mặt của chúng ta nè. Có những người hay biểu cảm như là câu có, hay giận dữ nè, hay có những cái biểu cảm như là mặt thì buồn chảy xệ xuống, đúng không ạ? Đó, chúng ta cười chẳng hạn, chúng ta cười nhưng mà nếu mà cười nhiều quá thì cũng tạo nếp nhăn, nhưng mà nếu mà chúng ta không chịu cười thì cái gương mặt chúng ta nó cũng đổ xuống chẳng hạn. Đó, thì chúng ta cũng phải có những cái tạo cơ tốt, tập cho cơ mặt của chúng ta. Và có một cái nguyên nhân cũng rất là quan trọng, đó là chế độ dinh dưỡng thiếu những cái chất cần thiết, những cái ví dụ như là những cái chất tạo năng lượng cho da như là chất béo, chất bột đường, và đặc biệt là đạm. Rồi kế đến là vitamin, khoáng chất và những dưỡng chất thực vật, là những chất trung hòa gốc tự do. Đó thì chúng ta lại thiếu trong cái chế độ ăn của chúng ta. Vì lý do gì đó chúng ta bỏ bữa, hay là chúng ta giảm cân thái quá, hoặc là chúng ta ăn uống không được vì một cái bệnh lý nào đó, nó cũng ảnh hưởng. Rồi một nguyên nhân nữa cũng khá nhiều người mắc phải, đó là thức khuya, stress và rối loạn nội tiết tố. Thì nói về những cái yếu tố đó thì chúng ta cũng sẽ đặc biệt lưu ý về cái yếu tố đó là cái yếu tố môi trường ha. Trong môi trường thì chúng ta sẽ để ý nhiều đến tia UV và ô trường mô nhiễm. Thì cái sự ô nhiễm môi trường đó thì có thể là ô nhiễm nguồn nước, nguồn không khí, rồi đến từ các loại thực phẩm chẳng hạn. Nó đều tạo ra những cái gốc tự do, và những gốc tự do này á, nó sẽ tổn thương cái hàng rào bảo vệ làn da của chúng ta. Đó, mà cái lớp hàng rào bảo vệ này là chính là nằm ở cái lớp biểu bì á, thì nó sẽ tổn thương cái vùng da đó. Rồi chưa kể là nó có thể tổn thương sâu hơn ở lớp trung bì, khiến cho chúng ta bị thoái hóa collagen, phá hủy elastin và làm cho chúng ta bị tăng viêm nhiễm. Hậu quả là những cái chức năng của tế bào mình suy giảm, giảm việc sản sinh ra collagen luôn, đồng thời tăng cái sức tố da và làm cho cái quá trình mà hình thành tế bào mới, chu kỳ thay da bị giảm sút và đẩy nhanh đến cái sự lão hóa của làn da. Rồi, trong những cái nguyên nhân đó thì chúng ta nhớ để ý về tia tử ngoại. Tia tử ngoại thường xuất hiện cũng rất là sớm các anh chị, và đặc biệt là những người nào mà lão hóa da sớm á, do cái chuyện mà tiếp xúc với lại tia UV thường xuyên. Các anh chị đi ra đường mà các anh chị không che chắn, không thoa kem chống nắng đó, thì nó cũng rất là dễ xảy ra cái vấn đề lão hóa da sớm do tia UV. Và cái người ta nói rằng 90% những nguyên nhân lão hóa da là do ánh nắng mặt trời, tia UV tác động. Và cái nguyên nhân này đôi khi còn trẻ chúng ta rất là ỷ y, đúng không ạ? Ví dụ như ở khi trẻ chúng ta đi ra ngoài, chúng ta phơi nắng, chúng ta tắm nắng, đi tắm biển chẳng hạn, chúng ta không có che chắn, chúng ta không thoa kem chống nắng đâu. Vài ngày thì về, lúc đó có thể là nắng nó nhả ra, nhưng mà hoặc là có thể cháy nắng là đã là tổn thương da rồi đó, nhưng mà không để ý, và cũng nghĩ là đó là bình thường. Nhưng mà đâu có biết rằng cứ để ý tạo thành một cái thói quen, mỗi lần đi ra ngoài đường hoặc là đi tắm biển cứ phơi nắng như vậy á, thì cứ làn da nó càng càng tổn thương, nó tổn thương những cấu trúc bên trong và tạo thành một cái thói quen khi lớn cũng không chống nắng, cũng không che chắn, nên dần dần nó làm cho da lão hóa trầm trọng hơn về sau. Rồi thêm một cái nguyên nhân nữa, mà nguyên nhân này thì nhiều ở cái yếu tố nội sinh. Đó là cái sự thay đổi của hormone nữ
estrogen. Đây là một cái nội tiết tố mà nó giúp kích thích và kiểm soát việc sản sinh ra collagen. Để giúp, mà collagen thì giúp cho da chúng ta được săn chắc, đúng không ạ? Thì cái lượng collagen, cái lượng estrogen này, hormone estrogen này nó giảm theo thời gian. Và vì thế mà chúng ta sẽ thấy nội tiết tố của chúng ta nó thay đổi. Nên theo thời gian chúng ta sẽ suy giảm rất nhiều việc sản sinh ra collagen. Nên vì thế mà những nhà khoa học mà nói là cứ 25 tuổi trở đi là cứ một năm như vậy là chúng ta mất đi 1% collagen rồi. Da của chúng ta nó sẽ yếu mỏng, tăng nếp nhăn và chảy xệ nè. Rồi có nguy cơ rất là dễ bùng phát mụn bởi vì cái hệ miễn dịch trên da nó cũng suy kém đi. Thậm chí lông mọc trên da và da bị xỉn màu, kết cấu da trùng xuống. Thì đó là những cái dấu hiệu mà lão hóa do nội tiết tố ha. Còn yếu tố di truyền đó thì các anh chị thấy là di truyền hoặc là yếu tố lão hóa do thời gian là những cái yếu tố mà chúng ta thật sự thì cũng khó mà tránh được đó. Nhưng mà nó cũng đã xuất hiện cũng rất là sớm các anh chị. Nó cũng góp phần làm cho ảnh hưởng đến làn da của chúng ta trong quá trình lão hóa cực kỳ cao. Stress hiện nay thì trong thời đại này thì chúng ta thấy stress là một trong những cái vấn đề mà người ta đề cập đến rất là nhiều. Bởi vì stress nó tác động đến nhiều, khi mà chúng ta bị stress thì nó làm rối loạn cái hormone, cái nội tiết tố trong cơ thể của chúng ta. Đó là hệ nội tiết của chúng ta. Và hệ nội tiết thì nó có làm nhiệm vụ là điều hòa cơ thể của chúng ta. Mà lúc đó cơ thể của chúng ta nó tiết ra những cái chất mà nó kích thích cho cơ thể của chúng ta tác động hoặc là gây tổn thương những cái vùng tế bào hay là những cái hệ cơ quan khác trong da của chúng ta do cái sự rối loạn, căng thẳng, mệt mỏi như thế này lâu ngày ha. Và những cái áp lực đó cứ đè nặng. Đặc biệt các chị thấy trong mùa Covid này có rất là nhiều cái stress mà nó đến với nhiều người, đúng không ạ? Người ta có những cái nỗi sợ hãi về cái con Covid, nỗi sợ hãi khi thấy những người thân của mình ra đi, rất là nhiều cái. Nhưng mà nếu như mà suốt ngày mà chúng ta chỉ chìm đắm trong những cái lo lắng, những cái đau khổ, cái buồn phiền đó thì chúng ta lại càng stress hơn nữa. Thì chúng ta phải tìm đến những cái cách mà cực để xử lý cái vấn đề stress của chúng ta để chúng ta có thể được trẻ trung, đúng không ạ? Có được thể vượt qua mùa Covid dễ dàng và đặc biệt là không ảnh hưởng đến cái hệ miễn dịch của chúng ta. Đó, bởi vì cơ thể của chúng ta nó liên thông đến nhau, bộ phận này nó tác động đến bộ phận kia ha. Và khi hormone của chúng ta, hệ nội tiết nó chúng ta nó ảnh hưởng là nó cũng sẽ gây ra nhiều vấn đề về da, về sức khỏe và trong đó là có vấn đề về da và đặc biệt là lão hóa da. Rồi vậy thì chúng ta hãy xem coi cái hệ quả của cái quá trình lão hóa da này nó diễn ra như thế nào. Thì theo những nhà khoa học artistry á các anh chị, thì trong những cái nguyên nhân mà lão hóa nội sinh thì những nhà khoa học artistry á đã tìm thấy ra hai cái nguyên nhân mà nó ảnh hưởng đến cái làn da của chúng ta, đến cơ thể của chúng ta và đặc biệt là đến tế bào da của chúng ta rất là cao. Đó là các chị biết là gì không ạ? Có ai biết đó là hai cái nguyên nhân gì không ạ? Có ai biết hai cái nguyên nhân mà những nhà khoa học artistry họ đã khám phá ra đó là gì không ạ? Nếu mà ai biết chúng ta hãy đánh vào cái chat đi ạ. Hai cái nguyên nhân mà những nhà khoa học artistry họ đã khám phá ra được rồi. Hai nguyên nhân này là đến từ bên trong nha các anh chị. Đến từ bên trong. Rồi, cái đó là gì ạ? Hai nguyên nhân đó là gì? Có hai cái nguyên nhân. Có ai có câu trả lời không ạ? Có anh chị đã trả lời được rồi. Đó là mất cân bằng nhịp sinh học và mất năng lượng da. Câu trả lời rất là chính xác. Trong những nguyên nhân nội sinh hôm nãy chúng ta đề cập thì có hai cái nguyên nhân mà những nhà khoa học artistry đã để ý và chú trọng rất là đặc biệt. Mà họ thấy rằng nó ảnh hưởng tác động rất là nhiều đến cái sự lão hóa và đặc biệt là lão hóa sâu trong làn da của chúng ta và gọi là lão hóa nội sinh. Đó là rối loạn nhịp cân bằng nhịp sinh học của làn da. Thì chúng ta thấy á, nhịp sinh học của làn da là gì? Da mất năng lượng là gì? Và chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ha các anh chị ha. Về rối loạn cái nhịp chúng ta biết đó, nhịp sinh học của làn da
thì chúng ta thấy là bình thường á, theo cái cơ chế sinh lý tự nhiên của cơ thể của chúng ta thì làn da của chúng ta nó sẽ phản ứng với lại cái áp lực của môi trường. Vì thế mà ban ngày á, nó sẽ có rất là nhiều những cái yếu tố bên ngoài nó tác động. Những yếu tố bên ngoài nó tác động ví dụ như là tia UV đúng không? Ví dụ như là những cái ảnh hưởng của môi trường, gốc tự do từ môi trường, thì lúc này da của chúng ta nó sẽ tập trung vô một cái chức năng chính của ban ngày, đó là chức năng bảo vệ, bảo vệ làn da của chúng ta. Nhưng mà ngược lại vào ban đêm thì nó lại tập trung nhiều vào cái khả năng phục hồi, tái tạo, hấp thu dưỡng chất cho làn da của chúng ta để mà làn da của chúng ta được thay mới. Thì đó là người ta nói đó là nhịp sinh học của làn da. Và hay người ta hay dùng cái chữ là đồng hồ sinh học á, các anh chị có bao giờ nghe cái câu nói đó không ạ? Thì cái nhịp sinh học của làn da nó sẽ diễn ra như thế nào? Nó sẽ diễn ra như thế nào? Ở đây thì chúng ta sẽ lưu ý như sau. Vào ban ngày á, thì cơ chế làn da của chúng ta nó sẽ có những cái phản ứng rất là tự nhiên như sau. Thứ nhất đó là da sản sinh nhiều chất nhờn hơn vào ban ngày. Và vào ban ngày thì da của chúng ta nó mất nước cũng ít ha, và khả năng tái tạo và phục hồi thấp. Nếp nhăn thì nhìn thấy rõ, nhưng mà vào ban đêm thì lại hoàn toàn khác. Lúc này cái chất nhờn nó sản sinh ra ít lại và nó mất nhiều nước. Và cái khả năng của vào ban đêm á, là làn da của chúng ta tập trung vào cái độ phục hồi và tái tạo làn da. Và lúc này thì chúng ta thấy là làn da của chúng ta rõ. Đó. Thì đó chính là cái nhịp sinh học của làn da. Và nhịp sinh học của làn da của chúng ta nó giảm sút rất là nhiều khi chúng ta bước vào cái giai đoạn lão hóa. Và khi chúng ta bước vào cái giai đoạn lão hóa thì khi mà nhịp sinh học của nó ảnh hưởng, nó mất đi thì nó cũng góp phần tạo ra cái việc mất năng lượng cho làn da. Bên cạnh đó thì trong làn da của chúng ta có một cái thành phần, đó là các anh chị biết đó, đó là cái một cái thành phần rất là đặc biệt, đó là ti thể. Và ti thể nó nằm ở trong các tế bào. Trong mỗi một tế bào nó có rất là nhiều ti thể, đó là những cái cơ quan nhỏ. Và cái cơ quan nhỏ này nó có khả năng sản sinh ra năng lượng. Và chính cái những cái năng lượng mà ti thể này nó tạo ra, nó làm cho tế bào được hoạt động nè. Và riêng đối với làn da của chúng ta thì cái năng lượng do ti thể sinh ra cũng góp phần làm cho da của chúng ta nó được mịn màng đó, nó được tươi sáng nè, và nó được đều màu đó, nó được khỏe đúng không ạ? Nhưng mà theo thời gian thì khi mà hoạt động trong cái vận hành của ti thể, thì trong cái quá trình vận hành của ti thể thì chúng ta biết là khi ti thể nó tạo ra năng lượng á, thì chính cái quá trình tạo ra năng lượng đó, ti thể cũng tạo ra cái gốc tự do, và chính cái gốc tự do đó nó cũng làm cho ti thể của chúng ta bị thoái hóa dần. Và khi nó thoái hóa dần, nó bị ảnh hưởng, nó bị tổn thương, thì nó cũng mất dần đi cái khả năng tạo ra năng lượng của nó. Vì thế mà năng lượng do ti thể tạo ra nó từ từ nó yếu dần đi. Giống như chúng ta thấy cái đồng hồ nhà chúng ta đó, chúng ta xài một thời gian, cái tự nhiên cái nó chậm dần. Và cái một lúc nó dừng lại, đúng không ạ? Ti thể nó cũng, chúng ta hình dung ti thể nó cũng hoạt động như cái cách vận hành như vậy á. Giống như là nó hết pin rồi, hết năng lượng rồi. Đó. Thì khi mà làn da của chúng ta nó mất năng lượng như vậy, nó không được ti thể để tạo ra năng lượng, thì đương nhiên là da nó sẽ kém tươi sáng nè, da nó kém khỏe đi nè, da nó nhanh chóng bị lão hóa nè, da nó xỉn màu đi nè, có rất nhiều dấu hiệu lão hóa nó tiếp theo đó khi mà vấn đề da của chúng ta mất năng lượng. Và theo những nhà khoa học artistry thì đây chính là hai cái nguyên nhân lão hóa nội sinh mà nó gây ra cái tình trạng lão hóa sâu cho làn da của chúng ta. Đó là tình trạng mất cân bằng nhịp sinh học của da. Và cái thứ hai đó là mất năng lượng da. Các anh chị lưu ý ha, hai cái chi tiết này nó cực kỳ quan trọng để chúng ta biết là trong cái giải pháp 360 độ chăm sóc da lão hóa, chúng ta phải tập trung vô cái việc cải thiện cái nhịp sinh học của làn da, làm cho nhịp sinh học của làn da của chúng ta được cân bằng. Và chúng ta phải tập trung vô tạo năng lượng cho làn da. Đối với những làn da lão hóa thì chúng ta thấy cái vấn đề này nó đều xảy ra hết cả rồi. Và chúng ta phải tập trung.
Rồi theo các anh chị á, theo các anh chị thì đối với một cái làn da lão hóa sâu thì chúng ta trong cái liệu trình chăm sóc, giải pháp chăm sóc thì chúng ta cần phải có những cái tiêu chí gì? Có bao nhiêu anh chị có một cái ý kiến gì đó chúng ta hãy đánh vào cái đoạn chat để xem coi những cái điều hiểu biết của các anh chị, tức là cái tiêu chí khi các anh chị chọn ra một cái giải pháp chăm sóc da lão hóa cho chính mình hay là cho khách hàng của mình là như thế nào. Các anh chị có thể nêu ra đúng không ạ? Ngủ sớm, ăn uống dinh dưỡng. Rồi, có anh chị đã nêu dinh dưỡng, chính xác đó. Còn anh chị nào có ý kiến nào nữa không? Cái khả năng hấp thu nhanh, tập thể dục, dùng collagen, đúng người, đúng mục tiêu, đúng chế độ và đều đặn, rất là hay. Uống đủ nước, nghỉ ngơi. À, chính xác. Tiêu chí chọn sản phẩm cho chăm sóc lão hóa, dinh dưỡng, ngủ nghỉ, cải thiện nội tiết tố, đẹp da. Rồi, câu trả lời của các anh chị quá nhiều và hầu như là tổng hợp lại tất cả những cái câu trả lời của các anh chị là 3D, có là phải là đúng đủ đều không các anh chị? À, chắc là các anh chị đã học rất là nhiều với các chuyên gia rồi, nên các anh chị câu trả lời của các anh chị rất là đúng luôn à. À, bởi vì tôi rất là ngưỡng mộ cái tinh thần học hỏi của các anh chị. À, chắc là những người này là những nhà phân phối chứ ha, nên các anh chị có những cái kiến thức rất là tốt đúng không ạ? À, rồi bây giờ chúng ta sẽ xem coi những cái câu trả lời của các anh chị có đúng không ạ? À? Có đúng với lại cái những cái bí kíp mà Artistry đã hướng tới cho các anh chị trong ngày hôm nay hay không? Thì nguyên tắc chăm sóc da lão hóa, chúng ta cần chọn ra những cái sản phẩm mang cái tính hiệu quả trong cái việc cung cấp độ ẩm và giữ độ ẩm cho da, khóa ẩm cho da. Và những cái sản phẩm này có khả năng kích thích sản sinh collagen và elastin, cũng đồng thời giảm đi cái khả năng thoái hóa của collagen và elastin. Đó, tức làm sao cái duy trì được cái lượng collagen và elastin trên da của chúng ta cao, để cho cái bộ khung da của chúng ta ở lớp trung bì được 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 cải thiện đúng không ạ? Thì lúc đó nó sẽ tạo ra một cái lớp nâng đỡ cho làn da của chúng ta. Rồi cái ý thứ hai nữa đó là khi chúng ta chọn, chúng ta cũng cần phải cân đối những cái sản phẩm theo nhu cầu của làn da và theo từng cấp độ lão hóa, hay có nghĩa là theo cái độ tuổi của làn da của chúng ta, đúng không? Thường là cái cấp độ lão hóa của chúng ta nó thường hay diễn ra theo độ tuổi. Tuy nhiên cũng có những người tuy nói rằng theo độ tuổi đó thì chúng ta cũng có vấn đề da, nhưng mà cũng có những người còn rất trẻ nhưng mà cái cấp độ lão hóa của họ cũng hơi bị nặng, bởi vì không chịu chăm sóc đúng không ạ? À, hoặc là chăm sóc không đúng cách, thì chúng ta cũng phải có những cái chế độ dành riêng cho làn da đó. À, và cái chế độ cá nhân hóa dành riêng cho làn da đó là một cái chế độ cực kỳ quan trọng. Rồi dựa trên những cái nhu cầu của cái việc mà làn da lão hóa cần như vậy thì chúng ta sẽ tập trung vào những cái tiêu chí như sau. Tiêu chí thứ nhất đó là chọn những cái sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da mà có những cái thành phần dưỡng chất thực vật từ thiên nhiên, bởi vì những cái thành phần dưỡng chất thực vật từ thiên nhiên thì có rất nhiều những cái chất trung hòa gốc tự do, đúng không? Những chất chống oxy hóa để mà xử lý những cái vấn đề gốc tự do cho làn da của chúng ta. Rồi cái tiêu chí thứ hai đó là phải ưu tiên chọn những cái sản phẩm mà có chức năng hỗ trợ thẩm thấu sâu, bởi vì cái cấu trúc da của chúng ta lúc này nó chẳng những lão hóa bị tổn thương ở lớp biểu bì rồi, mà nó sâu hơn đó là lớp trung bì và thậm chí là lớp hạ bì và lớp mỡ ở dưới da rồi, nên nó cần phải có những cái sản phẩm mà nó có cái tác động sâu vào trong da của chúng ta. Vì thế mà chúng ta phải có những cái sản phẩm ví dụ như là hỗ trợ làm sạch sâu nè, hoặc là chúng ta sử dụng mỹ phẩm ion hóa, và những cái mỹ phẩm ion hóa này qua là những cái tinh chất đó các anh chị, những cái tinh chất ion hóa. Và những cái mỹ phẩm ion hóa này nó cần phải kết hợp với những công nghệ, đó là công nghệ ion điện chuyển,
Và với cái công nghệ ion điện chuyển này thì hai cái sự kết hợp giữa mỹ phẩm và công nghệ, tức là công cụ, dụng cụ á, qua những cái máy chăm sóc da, thì chắc chắn là nó sẽ hỗ trợ cho cái quá trình mà thẩm thấu sâu hơn trong da của chúng ta. Và cái thứ ba nữa chúng ta lưu ý đó là chọn những sản phẩm mà tăng cường cái hệ thống miễn dịch cho làn da. Tức là hệ thống mà chống cái vấn đề mà tổn thương của làn da của chúng ta. Tức là những cái tổn thương từ những cái sự xâm nhập của những cái hại khuẩn ở bên ngoài, đúng không ạ? Cái khả năng bảo vệ của lợi khuẩn chống lại hại khuẩn chẳng hạn. Rồi chúng ta phải làm sao có những cái tăng cường cho cái hệ miễn dịch, những cái tế bào miễn dịch của chúng ta, để nó chống lại những cái vi khuẩn, những cái gọi là những cái yếu tố mà nó xâm nhập từ bên ngoài mà hệ miễn dịch của chúng ta nó cần phải chống đỡ. Rồi cái yếu tố thứ tư đó là yếu tố chế độ ăn phong phú, đủ dưỡng chất. Đúng như các anh chị nói là phải ăn đầy đủ dinh dưỡng. Vậy thì ăn đầy đủ dinh dưỡng là sao? Là đảm bảo những cái chế độ dinh dưỡng của chúng ta đầy đủ, vừa chất mà phải vừa lượng, đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta cung cấp ít nhất là 6 những cái nhóm chất cần thiết nè. Ví dụ như là đạm, chất lượng cao, đúng không ạ? Chất béo tốt nè, carbon hydrate mà dạng như là carbon hydrate tốt nè, và vitamin, khoáng chất và những cái dưỡng chất thực vật, đó là 6 nhóm chất cần thiết cho làn da của chúng ta. Và đặc biệt là chọn lối sống khoa học. Lối sống khoa học thì ví dụ như là những người mà lười chăm sóc da, hoặc là những người mà không có vận động, hoặc là những người hay tiêu cực, buồn phiền, stress, căng thẳng, mệt mỏi, thì đương nhiên là với những cái lối sống đó thì nó cũng sẽ làm cho chúng ta, da của chúng ta mau lão hóa, đúng không ạ? Thì đó là 5 cái tiêu chí mà trong cái nguyên tắc chăm sóc da lão hóa đặc biệt nhấn mạnh. Các anh chị có nhớ 5 tiêu chí này không ạ? Các anh chị đã ghi nhận 5 tiêu chí này chưa ạ? Các anh chị hãy ghi lại 5 tiêu chí này trong cái bí kíp chăm sóc da của mình nha. Rồi, ok. Các anh chị ơi, các anh chị cũng còn tiếp tục nghe mình nói đúng không ạ? Lúc này các anh chị còn tiếp tục nghe mình nói không ạ? Nếu các anh chị vẫn còn nghe mình nói thì hãy tương tác với mình bằng cách là các anh chị đánh số 1 đi ạ. Rồi, các anh chị, có những anh chị đến từ rất là nhiều vùng miền. Các anh chị hưởng ứng rất là tích cực. Xin cảm ơn các anh chị. Vậy thì Artistry sẽ đem đến cho chúng ta cái giải pháp nào trong cái việc mà xử lý trong cái việc xử lý các vấn đề da lão hóa, hay là chúng ta có thể nói đó là một cái bí kíp của chăm sóc làn da lão hóa chuyên sâu. Nói về cái bí kíp chăm sóc làn da lão hóa chuyên sâu thì hiện nay tại thị trường Việt Nam, những dòng sản phẩm của Artistry có mặt đã hỗ trợ rất là đắc lực cho chúng ta với cái khả năng chống lão hóa da chuyên sâu. Nên anh chị nào đang có những cái vấn đề lão hóa da chuyên sâu á, thì các anh chị đừng có lo lắng, đúng không ạ? Bởi vì đã có giải pháp cho các anh chị rồi. Và bao nhiêu anh chị trong đây chúng ta đã và đang sở hữu những cái bí kíp này rồi ạ. Nếu anh chị nào đang sở hữu bí kíp này thì các anh chị hãy đánh vào tôi đi ạ. Cũng đã có một số những anh chị đã sở hữu bí kíp này rồi. Quá là tuyệt vời. Số lượng rất là đông đúng không ạ? Số lượng đông, nhiều người đã lĩnh hội bí kíp này rồi. Thôi, nếu mà anh chị đã có bí kíp này rồi, không biết là các anh chị tối nay vào đây để làm gì ta? Mà tôi rất là muốn là nghe những cái bí kíp của các anh chị luôn á. Nhưng mà thật ra thì chúng ta cũng có khá là đông đúng không ạ? Khá là đông. Các anh chị muốn học thêm đúng không ạ? Mặc dù các anh chị đã có bí kíp rồi, nhưng mà các anh chị cũng muốn học thêm những bí kíp của những người khác. Những cái bí rồi. Vậy thì các anh chị hãy xem Artistry đem đến cho chúng ta giải pháp chăm sóc da lão hóa chuyên sâu như thế nào. Thì đối với cái làn da bị có vấn đề lão hóa chuyên sâu á, thì chúng ta nên nhớ rằng
nó vẫn tuân thủ cái chế độ chăm sóc da cơ bản với những bước gì ạ? Những bước làm sạch. Mà trong những cái bước làm sạch thì chúng ta sẽ có những cái bước như sau, đó là tẩy trang, rửa mặt, đúng không ạ? Rồi đến là cân bằng da, rồi đến dưỡng da, đúng không ạ? Và chống nắng, đó là những cái bước cơ bản cần phải có, không bỏ qua. Ở những cái làn da mà trẻ hơn thì chúng ta thấy là những cái bước cơ bản này chúng ta cũng đã biết rồi, cũng đã làm quen rồi. Thì đối với làn da chống lão hóa chuyên sâu á, cần chống những làn da mà lão hóa chuyên sâu á, là chúng ta cũng phải cơ bản là vẫn phải có những cái nền tảng, những cái bước nền tảng như vậy nha. Thì với những cái bước nền tảng như vậy thì chúng ta sẽ tập trung vào một số những cái sản phẩm như sau. Thứ nhất đó là nước tẩy trang Artistry Skin Nutrition Micellar, giúp cho chúng ta tẩy trang mắt và mặt, đúng không ạ? Và cái bước tẩy trang là một trong những cái bước để hỗ trợ cho cái việc mà làm sạch ở cái bước rửa mặt cho chúng ta. Đồng thời nó cũng sẽ, đối với những ai hay trang điểm thì chúng ta sẽ được làm sạch đi những cái lớp trang điểm, những cái bụi bẩn ở trong da. Nhưng mà đối với những cái người mà họ có ý thức mà ngăn ngừa lão hóa đó các anh chị, thì cho dù họ có trang điểm hay không có trang điểm, họ cũng tập trung vào những cái bước, họ cũng không bỏ qua cái phần nước tẩy trang này đâu, cái phần bước tẩy trang này trong cái liệu trình chăm sóc da của họ. Các anh chị thấy là làn da của những người mà họ trẻ lâu đó thì họ có bí kíp ở cái chỗ đó, nên các anh chị nhớ lưu ý cái chi tiết ngày này ha. Tại vì có rất nhiều người mình để ý là các anh chị chỉ tập trung vô cái bước rửa mặt thôi, nhưng mà quên đi cái bước tẩy trang. Bởi vì các anh chị nói là hoặc là hôm nào có trang điểm thì mới tẩy trang, nhưng mà hoặc là thanh nam thì cũng khi nào trang điểm, đúng không? Chỉ trừ những cái dịp đặc biệt nào đó các anh chị trang điểm, nhưng mà hầu như là các anh nam lại không bao giờ để ý đến cái bước tẩy trang. Nhưng mà nếu như mà các anh chị muốn cho làn da của chúng ta nó được trẻ lâu thì đừng bỏ qua cái bước tẩy trang đó. Kết hợp bước tẩy trang với bước rửa mặt của mình. Kế đến đó chúng ta sẽ đến cái bước là rửa mặt. Và rửa mặt thì chúng ta sẽ dùng cái sản phẩm đó là sữa rửa mặt Artistry Youth Extend. Đây là một trong những cái sản phẩm thuộc cái dòng ngăn ngừa lão hóa, và nó sẽ có những đầy đủ những cái đặc tính của bộ Artistry Youth Extend, đó là làm mới, phục hồi và bảo vệ làn da. Nhưng mà đặc biệt là trong sản phẩm có cái thành phần đó là yến mạch, và cái thành phần này nó cũng loại bỏ bớt đi những cái tế bào chết trên da của chúng ta một cách dịu nhẹ. Và chúng ta biết là làn da lão hóa thì có rất là nhiều tế bào chết, đúng không ạ? Nên cái việc mà chúng ta những nhà khoa học hỗ trợ thêm những cái gọi là cái thành phần ví dụ như là yến mạch vào cũng là góp phần loại bỏ tế bào chết cho làn da của chúng ta, để khi chúng ta bước vào những cái bước chăm sóc da chuyên sâu ở phần sau thì cái khả năng thẩm thấu được cao hơn. Rồi cái bước thứ ba đó là cái bước sữa dưỡng cân bằng làm mềm da Artistry Youth Extend. Thì chính xác cái sản phẩm này là sản phẩm dung dịch cân bằng. Nhưng mà cái tên của sản phẩm thì các chị thấy là nó có thêm vào những cái thành phần dưỡng ẩm cho làn da. Tại sao nó có tên gọi lạ như vậy ạ? Cái tên lạ như vậy là bởi vì đối với làn da lão hóa đó các anh chị, thì cái lớp độ ẩm trên làn da của chúng ta nó đặc biệt ở cái lớp tight junction á, là cái lớp mà ở phần nó nằm ở gần cái biểu bì ở bên ngoài á, thì nó đã kém đi. Và khi nó kém đi á, tức là cái sự liên kết của da nó tạo ra cái sự liên kết giống như là cái những cái viên gạch kết nối với nhau á, ở trong một cái bức tường vậy đó. Nó kém và nó tạo ra những khoảng hở, và những cái khoảng hở như vậy thì nó rất là dễ tạo ra cái gọi là cái sự thoát nước. Và như vậy thì lúc đó thì da của chúng ta nó rất là dễ bị khô. Nên trong cái chuyện mà chăm sóc làn da mà lão hóa như vậy thì người ta đã, những nhà khoa học Artistry họ đã đưa vào cái thành phần dưỡng ẩm để tác động vào cái lớp tight junction này để cho da được giữ ẩm, được làm mềm da hơn. Nên anh chị nào mà sử dụng cái sản phẩm này, khi các chị sử dụng thì các chị sẽ thấy là, đặc biệt là những anh chị nào da khô, lão hóa da khô, thì các chị sẽ thấy là da của mình nó mềm hẳn. Các chị đã, có anh chị nào đã trải nghiệm sản phẩm này chưa? Các chị có thể đánh số 1 giùm mình không ạ? Hello? Vậy là hình như ít người sử dụng sản phẩm này đúng không ạ? Và sắp tới thì cái dòng sản phẩm Youth Extend á, thì theo được tôi thông tin được mình được biết á, là sẽ được thay thế bởi dòng sản phẩm Artistry Nutrition Skin Nutrition, nhưng mà thuộc dòng ngăn ngừa lão hóa luôn. Và trong thời gian sắp tới thì các anh chị sẽ đón chờ ha, các anh chị ha.
Rồi kế đến á, chúng ta thấy á, đối với cái bước thứ tư đó là cái bước dưỡng dưỡng da, thì chúng ta sẽ tập trung vào kem dưỡng da chống lão hóa Artistry Youth Extend. Đây là một cái sản phẩm rất đặc biệt các anh chị. Cái dòng sản phẩm cũng rất là đặc biệt, và chút xíu nữa chúng ta sẽ được tìm hiểu ở cái phần sau về cái khả năng đặc biệt của nó như thế nào trong cái việc và cải thiện cái vấn đề da của chúng ta, vừa dưỡng ẩm cho da nhưng mà đồng thời cải thiện những cái vấn đề da của chúng ta như thế nào, và đặc biệt là cải thiện cái vấn đề da do cái nguyên nhân nội sinh, tức là rối loạn nhịp sinh học của làn da và cũng như là da mất năng lượng đó. Bước thứ năm đó là cái bước bảo vệ da. Thì với bước bảo vệ da chúng ta nhớ là chống nắng. Và chống nắng thì chúng ta thấy là làn da mà khi mà tiếp xúc với tia UV nhiều thì chắc chắn là sẽ bị lão hóa. Nên những người nào mà không có thói quen chống nắng thì cái khả năng bị lão hóa da rất là cao. Mà thường là do chúng ta hay bỏ qua cái bước chống nắng này. Và thậm chí có khi là chúng ta ở nhà, đúng không? Ví dụ như mùa Covid này nè. Đa số là chúng ta ở nhà, nhưng mà chúng ta có thể là không chăm sóc da. Có những người không chăm sóc da, nói là thôi có đi ra đường đâu mà chăm sóc, hoặc là có chăm sóc da nhưng mà nói thôi ở nhà mà cần gì phải gọi là chống nắng, chỉ cần làm những cái bước khác thôi, nhưng mà thật ra cần phải chống nắng các anh chị, bởi vì chúng ta biết là trong ánh nắng là có tia UV, và đặc biệt là tia UVA, và các chị nhớ là cái tia UVA này nè, nó xuyên tường, xuyên kiến, xuyên màng luôn, nó sẽ tác động lên làn da của chúng ta, bởi vì cái cường độ của nó rất là dài. Rất là dài, cái bước sóng của nó rất là dài, và nó tác động lên đến gọi là cái phần trung bì của làn da của chúng ta, nơi đó có collagen và elastin đó các anh chị, và nó sẽ phá vỡ cái cấu trúc collagen elastin, nó làm cho chúng ta bị nhăn da, và khả năng mà cao nhất của nó đó là ung thư da. Nên ở nhà cũng phải chống nắng nha các anh chị, ở trong văn phòng cũng phải chống nắng, chứ đừng nghĩ rằng chỉ ra ngoài đường mới chống nắng. Đó. Thì những bí kíp của những người mà trẻ lâu là họ không bỏ qua bước chống nắng luôn. Thì hiện nay á, chống nắng thì chúng ta sẽ có sản phẩm, có hai sản phẩm. Như ở đây thì chúng ta có thể có hai sự lựa chọn, đó là sữa chống nắng Artistry Ideal Radiance hoặc là sữa chống nắng Artistry Phyto Protect, đó, tùy vào nhu cầu của các anh chị. Rồi, các anh chị ghi là 90% lão hóa da đến từ ánh nắng mặt trời, luôn luôn chống nắng dù ở nhà. Đó, đây là bí kíp của người trẻ lâu nè, đúng không ạ? Và các anh chị nhớ nằm lòng những cái câu thần chú này nha, để đôi khi chúng ta nhắc nhở chúng ta, cho dù có Covid, cho dù có buồn phiền, có stress gì chăng nữa, thì cũng nhớ là bảo vệ làn da của chúng ta, và chúng ta nhớ là ngăn ngừa sẽ tốt hơn là điều trị. Đối với lão hóa da thì ngăn ngừa vẫn tốt hơn là điều trị. Điều trị thì tất nhiên là phải sẽ tốn kém, đúng không ạ? Và nó sẽ mất thời gian của chúng ta, mất cái công sức của chúng ta, nên ngăn ngừa chúng ta sẽ trẻ hóa lâu đó. Và ngoài những cái bước chăm sóc da cơ bản thì các anh chị đối với những cái làn da lão hóa sâu quá các anh chị, thì một cái bước rất quan trọng mà không thể bỏ qua, đó là bước tác động điều trị, hay còn gọi là những cái bước mà gọi là hỗ trợ tối ưu. Đó là những sản phẩm nào ạ? Các chị sẽ có một số những cái tham khảo những sản phẩm như sau. Nhưng mà đặc biệt những cái sản phẩm mà hỗ trợ tối ưu này hầu như là nó đã tác động vào những cái vấn đề da mà chúng ta đã đề cập ở cái phần đầu, những cái biểu hiện của da ở cái tầng biểu bì, trung bì, hạ bì. Thì ở đây là chúng ta hãy xem coi, nó sẽ hỗ với tinh chất Artistry Signature Select Anti Wrinkle Amplifier, hoặc là tinh chất Artistry Signature Select Foaming Amplifier. Đó là hai tinh chất mà chúng ta cần phải cải thiện, cần phải sử dụng để tác động vào cái lớp trung bì của làn da của chúng ta, đặc biệt là cải thiện collagen và elastin, nó mới giải quyết vấn đề nhăn và làn da kém săn do cái collagen và elastin nó bị thoái hóa hay là nó bị tổn thương. Chi tiết thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở cái phần sau nha các anh chị nha. Rồi đến thêm một cái tinh chất nữa, đó là tinh chất Artistry Vitamin C HA. Và sản phẩm này
đó là một cái sự kết hợp rất là độc đáo giữa hai thành phần vitamin C và HA. Công dụng của nó là cái gì thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm hiểu ở cái phần sau luôn. Kế đến là chúng ta sẽ sử dụng kem dưỡng da vùng mắt chống lão hóa Artistry Supreme LX. Chúng ta biết là khi là làn da của chúng ta nó lão hóa thì cái vùng mắt là cái vùng mà nó dễ bị tổn thương nhất, dễ bị lão hóa nhất, bởi vì da của chúng ta nó mỏng nhất, đúng không ạ? Nó dễ bị hỏng nhất. Đó. Bởi vậy nên chúng ta phải đặc biệt lưu ý dành những cái sản phẩm dưỡng da mà chống lão hóa dành cho vùng mắt. Và thêm một cái mặt nạ nữa, đó là mặt nạ làm săn chắc da Artistry Signature Select Firming Mask. Mặt nạ giúp làm săn chắc làn da của chúng ta. Rồi, thì trong bí quyết mà gọi là chăm sóc làn da lão hóa sâu, chúng ta đặc biệt lưu ý hai cái sự cộng hưởng giữa chăm sóc da cơ bản và sự hỗ trợ tối ưu. Và đây là bí kíp không thể bỏ qua. Và các anh chị nào không nhớ hoặc là sợ mình không nhớ, không ghi lại kịp, thì các anh chị hãy chụp lại màn hình để sau này khi mà các anh chị về, các anh chị làm lại, các anh chị tính toán lại, xếp lại cái gọi là cái giải pháp xử lý vấn đề da lão hóa của mình á, thì các anh chị sẽ có những cái tham khảo, tôi sẽ chọn món gì, đúng không ạ? Sau đó các anh chị lên cái trang Amway và các anh chị đặt hàng rất là đơn giản, đúng không ạ? Quá đơn giản. Sản phẩm đầu tiên tại vì trong khuôn khổ chương trình của ngày hôm nay ấy, thì Minh cũng muốn chia sẻ hết cho các anh chị những cái thông tin về sản phẩm. Tuy nhiên trong khuôn khổ chương trình ngày hôm nay thì Minh sẽ nhấn mạnh một vài cái dòng sản phẩm và một vài cái sản phẩm gọi như là trọng tâm của cái bộ chống lão hóa chuyên sâu, đó là Supreme LX, đó là Artistry Signature, đó là vitamin C HA và Ideal Radiant, một vài sản phẩm của những dòng tiêu biểu chống lão hóa này, để các anh chị biết là ở trong sản phẩm đó có những cái thành phần gì độc đáo, có những cái công nghệ gì đặc biệt để mà giúp cho chúng ta cải thiện vấn đề lão hóa da của chúng ta. Đó, thì trong khuôn khổ chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu như thế. Còn về còn sau này trong những cái dịp khác các anh chị muốn tìm hiểu sâu hơn những cái sản phẩm khác thì các anh chị cứ theo dõi những cái chương trình huấn luyện của công ty Amway thì chắc chắn là các anh chị sẽ tìm hiểu thêm nhiều những sản phẩm khác nữa ha các anh chị ha. Thì cái sản phẩm đầu tiên mình muốn đề cập đến các anh chị đó là dòng sản phẩm Artistry Supreme LX. Với dòng sản phẩm này thì đây là một cái dòng sản phẩm mà dành để xử lý chống lão hóa, dưỡng da chống lão hóa. Và dòng sản phẩm này có gì đặc biệt ạ? Cái đặc biệt của sản phẩm này nó nằm ở cả thành phần và công nghệ. Thành phần và công nghệ ở đây là sẽ có hai, có cái thành phần rất là độc đáo, đó là tế bào gốc của hoa dành dành. Và tế bào gốc của hoa dành dành thì đó sẽ giúp khôi phục lại cái nhịp sinh học tự nhiên của da. Thì chúng ta biết á, không biết là các anh chị có biết hoa dành dành không ạ? Có anh chị nào đã từng thấy hoa dành dành ở bên ngoài không ạ? Đây là một cái loài hoa mà nó có một cái sức sống rất là mãnh liệt các anh chị. Và thường là nó sống ở những cái nơi rất là nhiệt. Và nó cái hoa nó rất là đẹp, màu trắng rất là đẹp. Có những nơi thì nhớ những cái hoa ngà ngà. Và lúc trước, hồi nhỏ mình đã từng thấy cái hoa này rồi. Và lúc đó thì mình cũng không am hiểu về hoa. Cho đến sau này khi mà mình học về Supreme LX đó, mình mới sực nhớ là nhỏ mình đã từng thấy. Và có một người tặng cái hoa đó cho gia đình mình. Và người đó bứt cái hoa. Nhưng mà các anh chị biết là họ tặng nhưng mà họ mang cái hoa đó đến chứ không phải là nguyên một cái chậu hoa mà nó có gốc đâu. Nhưng mà mình thấy là cái hoa đó để ở trong nhà rất là lâu. Mà nó cái khả năng của nó để rất là lâu như là hoa bất tử vậy đó. Mà thì sau này học mới biết đây là một cái loại hoa quý mà hồi nhỏ mình đã từng thấy mà mình không biết. Và cái hoa này thì ở bên Trung Quốc đó các anh chị, người ta sử dụng nó từ rễ, là từ lá, từ cây nó như là một cái loại thảo mộc để chữa rất là nhiều loại bệnh. Thì những nhà khoa học artistry á, khi họ nghiên cứu á, và đặc biệt là họ thấy rằng cái hoa dành, cái cây dành dành này nè, nó có một cái
cái khả năng trường tồn và cái sức sống của nó mãnh liệt như vậy, và đồng thời có những cái ưu điểm đặc biệt, thì họ mới lấy cái tế bào gốc của hoa dành dành để họ tạo ra một cái đưa vào những cái gọi là cái bộ sản phẩm Artistry Supreme Elix, và giúp để kích hoạt tái tạo làn da, khởi động lại gọi là tới tái tạo cái nhịp sinh học của làn da của chúng ta. Rồi đồng thời á, trong bộ sản phẩm Supreme Elix á lại có thêm một cái phức hợp, đó là phức hợp Cell Effect 24 và vàng 24 carat. Thì cái phức hợp này cộng với lại tế bào gốc của hoa dành dành, nó hỗ trợ, nó tương hỗ với nhau để nó tăng cường cái khả năng phục hồi năng lượng của làn da. Và hôm nay chúng ta nhớ là hai cái nguyên nhân lão hóa sâu, mà lão hóa mà tác động đến làn da mà những nhà khoa học Artistry họ đề cập đến, đó là rối loạn nhịp sinh học của làn da, rồi làn da bị mất năng lượng. Thì bộ sản phẩm Supreme Elix đã chính là xử lý hai cái vấn đề này, đúng không ạ? Và khi mà nhịp sinh học của làn da cũng như là năng lượng của làn da được cải thiện, thì những cái dấu hiệu lão hóa của làn da cải thiện rất là rõ ràng. Ví dụ như là nếp nhăn giảm đi, vết chân chim giảm đi, những cái đặc biệt là những nếp nhăn sâu ở trên mặt, trên cổ được cải thiện. Đồng thời da săn chắc, nạp đàn hồi, và những cái vùng chảy xệ của da được trở nên săn chắc hơn, da đều màu, mờ đi những cái đốm nâu và những khuyết điểm. Đó. Vậy thì những ai mà đang lo lắng về những cái vấn đề đốm nâu trên da của mình, những cái nếp nhăn trên da của mình, nghĩ rằng chúng ta không còn bí kíp nữa, chúng ta không làm cách nào để cải thiện, thì chúng ta vẫn có thể có bí kíp để cải thiện. Và đặc biệt sản phẩm này khi sử dụng thì nó sẽ tăng cái độ, cái gọi là cái chỉ số năng lượng của da tới 68 lần. Và với cái chỉ số năng lượng đó cộng thêm cái việc mà cải thiện cái nhịp sinh học của làn da, để da có thể phục hồi những cái chức năng cơ bản, bảo vệ vào ban ngày và phục hồi tái tạo vào ban đêm, thì làn da trẻ hóa đến 15 tuổi. Đó, điều đặc biệt không các anh chị? Và có ai trong chúng ta muốn cho làn da của mình trẻ hóa 15 tuổi không ạ? Chúng ta trẻ hóa cái tuổi của làn da chứ không phải là cái tuổi trên chứng minh nhân dân nha các anh chị. Nhưng mà chúng ta thấy là trẻ hóa cái tuổi của làn da, thì khi chúng ta đi ra ngoài á, gặp người quen hay là bất cứ ai, mà khi họ biết cái tuổi thiệt của chúng ta, mà da của chúng ta so với độ tuổi là trẻ hơn rất là nhiều, mà họ khen mình một câu, thì chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc, đúng không các anh chị? Và ai trong các anh chị muốn làn da của mình trẻ hóa tới 15 năm, hãy đánh vào tôi muốn đi ạ. Và phần chat box của các anh chị, tôi muốn đi ạ. Trước tiên là mình phải muốn, rồi mình mới bắt đầu, mình mới có những cái kế hoạch, đúng không ạ? Và mình bắt đầu mới có những cái hành động. Chứ còn nếu như chúng ta không muốn trẻ, thì chắc chắn là bây giờ nếu như ai đó đưa đến cho chị một cái bí kíp thần tiên, nhưng mà các anh chị không muốn chăm sóc da, thì cũng là vô ích, đúng không ạ? Chúng ta cũng chẳng màng đến. Điều quan trọng là chúng ta có muốn làn da của chúng ta trẻ hóa 15 năm hay không? Ôi, một phát là các anh chị nhiều người muốn, và cái phần chat lên rất là nhiều. Xin cảm ơn các anh chị. Và tôi nghĩ là sau cái buổi huấn luyện ngày hôm nay, sẽ rất nhiều anh chị đang muốn cho làn da của mình trẻ hóa 15 năm bằng bí kíp Supreme Elix, đúng không ạ? Rồi, bộ sản phẩm này thì gồm có hai sản phẩm. Đó là kem dưỡng tái tạo vùng da và kem dưỡng chống lão hóa da. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về kem dưỡng tái tạo vùng da, hay còn gọi là kem dưỡng chống lão hóa da vùng mắt Artistry Supreme Elix. Cái đặc điểm của sản phẩm này là khi chúng ta sử dụng mắt là nó sẽ tác động lên toàn bộ cái vùng mắt của chúng ta. Nên nó đem lại cái kết quả đó là chống lão hóa 360 độ, có nghĩa là cả cái bầu mắt của chúng ta, cái vùng đuôi mắt của chúng ta, dùng dưới mắt của chúng ta đều được cải thiện. Nên vì thế mà nó gọi là 360 độ chống lão hóa cho cái vùng da mắt của chúng ta. Đó, mà chúng ta biết cái vùng da mắt là cái vùng khó xử lý, đúng không ạ? Nhưng mà với công nghệ vượt trội, cùng với lại cái quy trình mà 97 bước làm mịn độc đáo, kết hợp thêm những cái kết cấu rất là mỏng, nhẹ, thẩm thấu nhanh và không mùi, được kiểm nghiệm an toàn cho, thì sản phẩm đã đem lại những cái lợi ích như là
làm cho cái vùng cơ, vùng mắt cắt được săn chắc nè, được nâng cơ, đồng thời giảm thiểu những cái nếp nhăn. Nếp nhăn xuất hiện ở đâu ạ? Ở cái vùng khóe của chúng ta, cái vùng đuôi mắt của chúng ta, nơi đó rất là nhiều vết chân chim, nếp nhăn, làm cho vùng da mắt của chúng ta trở nên trẻ trung hơn và sống động hơn. Đồng thời cũng giảm thiểu những cái quầng thâm, những cái bọng mắt ở dưới mắt. Và sản phẩm này có thể sử dụng như là một cái lớp trang điểm nền trước khi chúng ta make up cho vùng mắt. Chúng ta nên sử dụng cái sản phẩm kem dưỡng da tái tạo vùng mắt Artistry Youth Extend. Xin lỗi, Artistry Supreme Elix. Còn sản phẩm thứ hai chúng ta sẽ đề cập đến đó là sản phẩm kem dưỡng tái tạo da. Kem dưỡng tái tạo da, các anh chị nào mà đã sở hữu sản phẩm này thì các anh chị sẽ thấy sản phẩm có một cái cấu trúc rất là đặc biệt, đó là gì ạ? Đó là thiết kế lọ 24 góc cạnh, và với cái nó tượng trưng cho gì? 24 khung giờ của cái nhịp sinh học của làn da đó. Có nghĩa là nó muốn nhắc nhớ chúng ta là hãy tập trung để mà cải thiện cái nhịp sinh học của làn da của chúng ta, cho nhịp sinh học của làn da của chúng ta nó được điều hòa, nó được điều chỉnh, thì những cái chức năng cơ bản của da nó sẽ được phục hồi và nó được thực hiện tốt, thì làn da của chúng ta mới khỏe. Cộng với lại cái công nghệ vượt trội của của bộ sản phẩm Artistry Supreme LX cũng qua 97 bước làm mịn độc đáo, và cái kết cấu kem siêu mịn giàu dưỡng chất và hương hoa nhẹ nhàng tinh tế, và ở đây là có 3 tầng hương, và với 3 tầng hương nó tạo ra một cái bản hòa ca trên cái gọi là tạo niềm cảm hứng cho cái người chăm sóc da. Đồng thời là một trong sản phẩm có rất là nhiều cái ưu điểm, nhưng mà một trong những cái ưu điểm mà mình ấn tượng với sản phẩm đó là hiệu quả ngay sau một lần sử dụng. Tức là sau một lần sử dụng là mình có thể cảm nhận cái hiệu quả của sản phẩm. Rồi lợi ích đem lại đó là giúp cho làn da của chúng ta được trẻ hóa nè, giảm thiểu những cái nếp nhăn và vết chân chim, giúp cho làn da của chúng ta rạng rỡ, trẻ ngay tức thì, và làn da tươi sáng mịn màng, làm mờ những cái đốm sậm màu của da của chúng ta. Hiệu quả của da của chúng ta nó đồng thời giảm thiểu được cái hiệu quả. Khi chúng ta sử dụng sản phẩm là chúng ta muốn đo lường cái hiệu quả, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta khi chúng ta sử dụng sản phẩm thì thường á, các anh chị đối với mình hay là đối với những cái người khách hàng á, thì mình hay có cái thói quen đó là chụp hình. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đã có cái máy Artistry Skin Analyzer rồi, thì cái việc mà chụp hình của chúng ta nó lại trở nên đơn giản hơn. Có nghĩa là trước đây thì chưa có cái máy này, thì thường á, khi mà mình với khách hàng thì mình phải có cái thói quen là chụp cái hình before và after, đúng không ạ, cho khách hàng. Nhưng mà khi mà xuất hiện với cái máy soi da Artistry Skin Analyzer thì mình thấy một cái mặt đặc điểm như thế này nè. Lần đầu khi mình kiểm tra da cho bản thân hay là cho khách hàng là mình đã có những cái thông số rồi, có những cái hình ảnh rồi. Rất là cụ thể, nếp nhăn, vết chân chim, sạm nám, chính chỉ số da nó đã được lưu lại ở trong cái máy soi da. Thì khi chúng ta sử dụng, chúng ta muốn đo lường lại cái độ hiệu quả, và đặc biệt là máy soi da Artistry Analyzer có thể là soi những cái vấn đề da sớm và sâu trong da của chúng ta, thì lúc này nó sẽ báo cho chúng ta những con số rất là chính xác. Vậy thì khi chúng ta muốn gọi là đo lường được độ hiệu quả của sản phẩm thì chúng ta nhớ là sau một tuần hoặc là sau nửa tháng, sau một tháng, sau vài tháng chúng ta thường nên đo trở lại đó. Hoặc là thậm chí sau một lần các anh chị cũng nên đo trở lại để các anh chị cảm nhận được cái hiệu quả của sản phẩm ha. Rồi đồng thời á, làn da được cải thiện cái nếp nhăn này, những cái vấn đề chảy xệ cũng được cải thiện, nên da được săn chắc hơn, mịn màng hơn, những đốm nâu mờ hẳn, và làn da mịn màng, mượt mà trông thấy, và nó làm cho một cái diện mạo mới, bởi vì nó tạo ra cái sức sống mới của làn da nhờ cái năng lượng, đúng không ạ? Cái năng lượng nó chẳng những cải thiện những cái vấn đề về da của chúng ta mà nó giúp cho làn da của chúng ta có một cái sức diện mới. Đó, nên chúng ta thấy là cái làn, vì thế mà làn da của chúng ta tại sao mà trẻ hóa 15 năm đó là như vậy ha. Và đây là những cái hiệu quả đã được những nhà khoa học Artistry kiểm chứng lâm sàng trên những cái người tình nguyện sử dụng trước khi sản phẩm được tung ra thị trường. Thì người ta đã
những nhà khoa học họ đã sản xuất và đã kiểm tra lâm sàng trên những cái người sử dụng thật sự, và họ đã chụp lại cho chúng ta những cái hình ảnh. Chúng ta thấy là rõ ràng là ở cái khóe mắt của những người bị lão hóa sâu á, cái nếp nhăn á, nhìn thấy rất là rõ đúng không ạ? Vết chân chim nhìn thấy rất là rõ, nhưng mà nó mờ hẳn đi đúng không các anh chị? Vùng trán nè, các anh chị thấy không? Da sáng hơn và nếp nhăn mờ hẳn nè. Đây là những cái nếp nhăn biểu cảm đó các anh chị. Những ai hay nhíu mày hay là hay co trán lại đó, suy nghĩ rất là nhiều á, thì chúng ta hay có những cái vấn đề da nhăn như vậy trên trán, thì chúng ta sẽ thấy là sản phẩm cải thiện cái vùng mắt và cái vùng da mặt của chúng ta rất là rõ rệt luôn. Và nói về hiệu quả thì đương nhiên là cái hiệu quả bao giờ đó cũng thể hiện qua thời gian. Mà cái việc thể hiện qua thời gian này, cái hiệu quả nó sẽ thể hiện ở trên những người sử dụng sản phẩm đúng, đủ đều. Hôm nay tôi thấy có một người, các anh chị trong cái đoạn chat, các anh chị có nói đến cái chữ 3D đó, đúng, đủ đều. Đúng, đủ đều đó là một cái nguyên tắc rất là quan trọng của những người chăm sóc da các anh chị nha. Tại vì cái người mà sử dụng đúng, đủ đều sẽ khác cái người không sử dụng đúng, đủ đều, đúng không ạ? Và cái hiệu quả đem lại nó cũng sẽ khác đi. Nên đối với bộ sản phẩm Artistry Supreme Elix, các anh chị muốn thấy được cái hiệu quả của sản phẩm, muốn thấy được cái kết quả trẻ hóa 15 năm, thì các anh chị cũng phải theo cái nguyên tắc là mua sản phẩm về cho mình sử dụng, và sử dụng đúng, đủ đều, thì chúng ta mới thu hoạch được cái kết quả như chúng ta mong muốn. Thì ở đây chúng ta sẽ có đo lường những cái kết quả theo những cái khoảng thời gian. Ví dụ như với kết quả tức thì chúng ta đo lường được cái gì ạ? Đo lường được cái độ mềm mại của làn da của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy làn da của chúng ta mềm hơn nè, tươi sáng hơn, tràn đầy năng lượng, và những dấu chân chim á, những dấu chân chim tức là những cái nếp nhăn mỏng các chị ha, nó mờ đi. Đúng không? Nhưng mà với những nếp nhăn sâu thì nó cần có thời gian nữa nha các anh chị. Còn nếp nhăn mảnh thì các nếp nhăn nhẹ thì các anh chị sẽ thấy nó mờ hẳn đi. Còn 2 tuần thì nó sẽ cải thiện những cái tình trạng như nhão da nè, hay là sưng bọng mắt. Còn sau 4 tuần thì chúng ta sẽ thấy những cái vấn đề đốm nâu, nếp nhăn sâu được cải thiện. Đó là 1 tháng đó các anh chị. Các anh chị nhớ cái khoảng thời gian ha. Tức thì 2 tuần, 1 tháng. Và 2 tháng tức là 8 tuần thì những cái vùng da, vùng mặt nè, vùng cổ, vùng mắt trở nên săn chắc và đàn hồi hơn. Đó. Thì khi các anh chị có thể chụp lại cái hình này để khi các anh chị mang bí kíp Supreme Elix về rồi á, thì các anh chị cũng sẽ có những cái khung đo lường. Và nếu như các anh chị nào mà thấy tại sao mình không hiệu quả bằng cái kết quả này, thì các anh chị xem coi mình có sử dụng đúng, đủ đều hay không. Hay là các anh chị ngoài cái chuyện là sử dụng sản phẩm rồi, các anh chị xem coi những cái bước mà gây tổn hại cái làn da của chúng ta có tránh hay không. Thì chúng ta cũng để ý ha. Đây, về bí kíp của Supreme Elix, các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Và đây là cái sản phẩm đỉnh đỉnh của rất là trọng tâm của trong cái giải pháp mà làn da lão hóa chuyên sâu nha các chị, lão hóa sâu đó các anh chị, lão hóa nặng đó. Và những người mà ở cái đối tượng khoảng 30 trở đi, khoảng 25, 30 là bắt đầu lão hóa tự nhiên, nhưng mà 30, 35, 40 rồi từ đó trở về sau là chúng ta đã đi vào những cái giai đoạn lão hóa nội sinh, lão hóa sâu. Thì khi chúng ta bị những vấn đề lão hóa nội sinh, mà lão hóa nội sinh là do những nguyên nhân nội sinh, mà nguyên nhân nội sinh đó là 2 nguyên nhân chính, đó là gì các anh chị nhớ không ạ? Đó là làn da bị gì ạ? Các anh chị còn nhớ 2 nguyên nhân lão hóa nội sinh đó là gì ạ? Làn da bị mất cân bằng về nhịp sinh học, và cái thứ hai là mất năng lượng. Thì lúc đó rất cần chúng ta sẽ có giải pháp để cải thiện vấn đề lão hóa nội sinh, nguyên nhân nội sinh ha. Và sản phẩm Supreme Elix, dòng sản phẩm Supreme Elix là trọng tâm xử lý vấn đề lão hóa nội sinh. Rồi, các anh chị ơi, các anh chị vẫn còn ở trên bài giảng đúng không ạ? Các anh chị, nếu mà các anh chị vẫn còn thì các anh chị hãy thả cho mình một tim đi ạ. Mình thấy các anh chị vẫn còn đang tập trung nghe bài giảng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến những cái sản phẩm tinh chất hỗ trợ. Những sản phẩm tinh chất hỗ trợ thì sao? Những sản phẩm tinh chất hỗ trợ thì chúng ta sẽ tập trung vào 2 loại tinh chất cá nhân hóa. Đó là Artistry Nature Select Serum F và W.
F và W là gì thì chút xíu nữa chúng ta sẽ tìm ở, hiểu ở cái phần sau. Nhưng mà không biết là ở trong chúng ta hiện nay ai đang sử dụng sản phẩm Artistry Signature Serum F và W rồi ạ? Nếu mà ai có sử dụng thì chúng ta hãy đánh chữ. Nếu mà ai sử dụng chữ nào, sản phẩm nào thì chúng ta đánh chữ đó. Hoặc là cả hai thì chúng ta đánh cả hai luôn nha. Để cho mình xem coi có bao nhiêu anh chị hiện nay đang sử dụng sản phẩm này rồi ạ. Cả hai luôn, rất nhiều người. Rất nhiều người đang sử dụng cả hai. Cả luôn, tức là năm sản phẩm, năm tinh chất luôn. Có những người thì một tinh chất. Cả hai có. Rồi, xin cảm ơn các anh chị. Thì hôm nãy á, khi chúng ta ở cái phần mà những cái biểu hiện của lão hóa trong cái, và phân tích cái quá trình mà lão hóa, thì chúng ta thấy là đối với cái phần trung bì của làn da, nơi đó có cái cấu trúc collagen và elastin, nó tạo ra cái bộ khung của làn da của chúng ta, tức là cái cấu trúc nền của làn da của chúng ta đó, thì nó bị tác động bởi do cái sự nó bị tác động, bị tổn thương, làm cho collagen, bị elastin bị mất đi, đúng không ạ? Nên cái cấu trúc của làn da của chúng ta bị đứt đoạn, và khi như vậy thì nó làm cho nó mất đi cái độ đàn hồi của làn da, làn da kém săn chắc và nó tạo ra những cái nếp nhăn sâu. Thì hai sản phẩm này là hai sản phẩm tập trung xử lý những cái vấn đề da ở cái lớp trung bì. Rồi, thì cái sản phẩm đầu tiên mà chúng ta sẽ tìm hiểu á, đó là sản phẩm Artistry Select Serum Anti Wrinkle. Sản phẩm này thì có cái công nghệ, đó là công nghệ Light Diminishing. Đây là một cái công nghệ để ngăn ngừa lão hóa. Và cái thứ hai nữa đó là cái chiết xuất Light Surge giúp tăng cường sức sống cho làn da. Thì cái chúng ta biết á, đối với những làn da bị lão hóa sâu quá các anh chị, thì lúc này á, cái cấu trúc da bị tổn thương, đặc biệt là cái lớp collagen, cái thành phần collagen. Và cái thành phần collagen á, nó tích lũy, nó bị tổn thương, và những cái tổn thương này nó tích lũy lâu ngày. Nó sẽ dẫn đến những cái nếp nhăn xuất hiện, và dần dần nó sẽ tạo ra những cái nếp nhăn sâu trên làn da của chúng ta. Thì khi mà người ta đưa vào cái công nghệ, đó là công nghệ Light Diminishing á, đó là công nghệ nó làm mờ những cái nếp nhăn á, thì nó sẽ giúp tăng cường cái cấu trúc da được khỏe, và nó sẽ làm mờ và giảm sự xuất hiện của nếp nhăn. Và cái hiệu quả của sản phẩm nó còn tác động đến những cái nếp nhăn sâu. Nếp nhăn sâu, bởi vì cái công nghệ Light Diminishing cộng thêm cái thành phần Light Surge, nó sẽ tái tạo lại cái lớp collagen, tức là tái tạo lại cái sự liên kết ở cái lớp trung bì của làn da. Và như thế thì làn da của chúng ta khi cải thiện những vấn đề nếp nhăn sâu, thì làn da của chúng ta trông trẻ trung, tươi mới hơn. Nên trong những cái hình mà khi các chị thấy là những người mà khi mà sử dụng sản phẩm á, tại sao thấy cái nếp nhăn của mình nó cải thiện, là do cái công nghệ Light Surge, xin lỗi, cái công nghệ Light Diminishing và cái chiết xuất Light Surge trong cái sản phẩm serum wrinkle này, anti wrinkle này ha. Rồi, cái điểm độc đáo thứ hai đối với cái sản phẩm serum firming á, đây là sản phẩm làm săn chắc da, tinh chất làm săn chắc da. Thì chúng ta thấy đó, đối với làn da lão hóa thì cái độ săn chắc của da nó sẽ kém. Vì thế mà chúng ta sẽ thấy da của chúng ta nó chảy xệ, nó trùng nhão. Và đặc biệt là hôm nãy có anh chị nói là râu rồng đó các anh chị ha. Râu rồng có nghĩa là gì ạ? Những cái vùng da của chúng ta nó chảy xuống, nó đổ xuống. Thì khi đó nó sẽ tạo những cái vùng nhão cho da của chúng ta. Càng lớn tuổi thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ cái độ trùng nhão của làn da. Vậy thì với cái công nghệ Skin Tightening, đó là cái công nghệ làm căng da. Và công nghệ này tác động cộng với lại cái chiết xuất, đó là chiết xuất Simon X, chiết xuất Simon X đó là trứng cá hồi, hồng ngư tử, thì sẽ giúp cho làn da của chúng ta nó tạo ra cái gì ạ? Cái sức sống lại trở lại, phục hồi lại cái lớp elastin. Và như vậy thì nó sẽ đan kết lại cùng với collagen, nó sẽ đan kết lại và nó phục hồi lại cái cấu trúc của làn da của chúng ta.
Và nhờ đó mà làn da của chúng ta nó giảm thiểu cái gọi là cái vấn đề chảy xệ, và cái độ săn chắc của làn da nó được cải thiện. Lúc này thì da sẽ trông, tông màu nó sẽ trông đều màu hơn, và cấu trúc da được săn chắc, trở nên săn chắc hẳn lên. Đó, các anh chị nhìn vào cái hình vẽ, các anh chị có thấy không ạ? Đây là cái hình vẽ minh họa về elastin nè, đúng không ạ? Elastin và collagen nó đang kết với nhau, ha, nó tạo ra một cái bộ khung. Cũng giống như là chúng ta hãy tưởng tượng, chúng ta đã ở nhà chúng ta mà mua cái nệm mới về, thì chúng ta thấy không ạ? Cái nệm mới về, cái độ phục nhúng của nó, độ đàn hồi của nó rất là tốt, đúng không ạ? Chúng ta ngồi lên trên nó, sau đó nó phục nhúng trở lại rất là tốt. Đó, là bởi vì ở trong cái lớp nệm nó có cái bộ khung vững chắc. Và cái bộ hơi của nó, thì chúng ta cứ tưởng tượng như cái bộ khung là collagen và cái bộ hơi ở trong đó là elastin vậy đó. Nó tạo ra gọi là cái sự liên kết rất là chặt chẽ, nên làm cho cái nệm của chúng ta nó rất là vững chắc. Thì da của chúng ta, nếu mà chúng ta coi như là chạm vào da, chúng ta ấn vào da của chúng ta mà chúng ta thấy là cái độ phục nhúng của nó, độ đàn hồi của nó quay ngược trở lại tốt như vậy, thì chắc chắn là làn da của chúng ta còn khỏe ha. Còn nếu như gọi là cái cấu trúc collagen và elastin này nó tổn thương nè, thì làn da của chúng ta chảy xệ và rất nhiều nếp nhăn. Thì ngày hôm nay chúng ta đã có bí kíp cho cái lớp trung bì rồi, nên chúng ta hoàn toàn yên tâm, đúng không các anh chị? Rồi, còn về sản phẩm kế tiếp mà mình muốn đề cập đến với các anh chị, đó là Artistry Vitamin C cấp A. Và chúng ta nhớ là khi mà làn da mà bị lão hóa thì có phải là cái độ ẩm trên da nó bị tác động không ạ? Nó mất đi độ ẩm, mà mất đi độ ẩm chẳng những ở lớp biểu bì mà mất đi độ ẩm cả ở lớp trung bì luôn. Và cái việc mà mất đi độ ẩm như vậy á, nó khiến cho da của chúng ta nó rất là dễ bị khô. Và chưa kể là cái khả năng khóa ẩm cho làn da nó cũng rất là kém, đúng không? Cái khả năng cung độ ẩm cho da, cái khả năng giữ ẩm cho da nó rất là kém. Vì thế mà da chúng ta rất là mau khô. Mà khô thì da của chúng ta dễ bị kích ứng ha. Và càng tạp, và những cái tổn thương và những cái gọi là tự do, những cái yếu tố bên ngoài nó càng dễ dàng nó tổn thương vào bên trong. Và khi nó gây tổn thương vào bên trong như vậy thì càng làm trầm trọng hóa cái vấn đề lão hóa của làn da của chúng ta. Vậy thì ngày hôm nay với sản phẩm Artistry Vitamin C HA, nó sẽ có những cái tác động gì đối với lại cái việc mà cải thiện độ ẩm cho làn da của chúng ta, đối với cái việc mà chống lão hóa cho làn da của chúng ta, cải thiện vấn đề nếp nhăn, thì lúc này chúng ta sẽ tìm hiểu. Dòng sản phẩm Vitamin C HA nó đặc biệt ở chỗ là nó có một cái hỗn hợp. Nó có hai cái hỗn hợp nằm ở trong cái sản phẩm này. Đầu tiên đó là hỗn hợp vitamin C. Và cái thứ hai đã là hỗn hợp HA. Đó là hai cái hỗn hợp có hiện diện trong sản phẩm này. Và đây là một cái sản phẩm rất là đặc biệt, là có sự hiện diện cùng một lúc hai thành phần, hai cái hỗn hợp vitamin C và HA có trong sản phẩm. Đó là điểm độc đáo của sản phẩm này nha các anh chị. Các anh chị sẽ rất là hiếm, hầu như là chưa thấy có những sản phẩm có một sự kết hợp giữa hai sản phẩm này. Có thể bên ngoài người ta sẽ có vitamin C riêng, có thể bên ngoài có thể HA, nhưng mà có sự kết hợp giữa vitamin C và kết hợp cả HA, đó là cái sự khác biệt của bộ sản phẩm nha. Thì hiệu quả của vitamin C đây là hỗn hợp vitamin C này là hỗn hợp vitamin C bao gồm có vitamin C tinh khiết cộng với lại vitamin C chiết xuất từ Acerola cherry, được lấy từ cánh đồng hữu cơ New Zealand, kết hợp lại tạo ra một cái sản phẩm mà phải nói là trong những cái dòng sản phẩm Artistry á, thì đây là cái sản phẩm có chứa nhiều vitamin C nhất. Bởi vì hai cái hỗn hợp vitamin C này kết hợp lại, và vitamin D, bởi vậy nên cái hàm lượng vitamin C này là cao nhất trong những cái sản phẩm Artistry mà có mặt vitamin C ha. Rồi thì công dụng của vitamin C là gì? Các anh chị đã biết rồi, vitamin C có rất nhiều công dụng đối với sức khỏe, đúng không ạ các anh chị? Mà một trong những cái điều mà các anh chị thấy rõ nhất đó là cái khả năng chống oxy hóa rất là tốt, rất là tuyệt vời, rất là nổi tiếng ha. Và bởi vì cái khả năng chống oxy hóa đó thì nó sẽ tạo ra những cái chất trung hòa để chống lại những tự do.
Nhưng mà đồng thời bên cạnh đó thì chúng ta thấy vitamin C cũng có thêm những cái công dụng, đó là tăng cường quá trình phân hủy melanin. Và chúng ta biết melanin đó là gì ạ? Melanin đó là một cái chất mà nó sẽ giúp bảo vệ làn da của chúng ta, nhưng đồng thời nó tạo ra những cái tố trên da của chúng ta, làm do da của chúng ta bị sậm màu nè, làm chúng ta bị sạm nám, đúng không ạ? Bị những cái đốm nâu. Đó, thì để cải thiện cái vấn đề mà đốm nâu, sạm nám trên da của làn da lão hóa, thì chúng ta thấy cái thành phần vitamin C nó cũng hỗ trợ trong các quá trình phân hủy melanin. Bên cạnh đó thì nó cũng sẽ phân hủy những cái tế bào chết trên da của chúng ta. Thì đó là một thêm những cái công dụng khác của vitamin C nữa. Và một trong những công dụng nữa mà không thể bỏ qua của vitamin C đó là cái sự tổng hợp collagen ở trong da. Và chúng ta nhớ ha, bởi vì vitamin C nó kích thích sản sinh collagen tự nhiên trong da của chúng ta như vậy, thì nó sẽ giúp cho làn da của chúng ta có collagen. Mà có collagen thì cái lớp trung bì của chúng ta nó sẽ được cải thiện, đúng không ạ? Nên vitamin C là một cái chất không thể nào thiếu đối với những người mà muốn có làn da trẻ hóa, các anh chị ha. Rồi, bên cạnh đó thì chúng ta sẽ đề cập đến cái thành phần acid hyaluronic. Và hôm nãy tôi nhớ là có một chị rất là xuất sắc, một anh chị nào đó rất là xuất sắc là đã đánh ra được cái chữ này. Thật ra thì ta dễ nhớ lắm các anh chị, nhưng mà cái chữ này đọc nhiều khi líu lưỡi và không nhớ rõ, đúng không ạ? Thì công dụng của HA đó là gì ạ? Công dụng của HA đó là cải thiện cái độ ẩm cho da. Bởi vì á, đối với sản phẩm vitamin C HA của thì có hiện nay là có hai cái phân tử HA, đó là phân tử lớn và phân tử nhỏ. Đối với phân tử lớn thì sẽ tác động lên lớp bề mặt của làn da, đặc biệt là lớp biểu bì, và như vậy thì sẽ giúp cấp ẩm tức thì cho làn da và đồng thời giữ ẩm cho cái làn da ở cái lớp biểu bì. Nên khi chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ thấy là da của chúng ta nó mềm, nó mịn ngay tức thì, nó bởi vì có cái độ ẩm. Và bên cạnh đó thì lại có cái thành phần đó là phân tử nhỏ. Và phân tử nhỏ của HA này á, thì nó sẽ đi sâu vào cái lớp trung bì ở bên trong, và nó sẽ tăng cường cái khả năng ngậm nước, giữ nước cho làn da của chúng ta, giữ nước ở từ bên trong. Cái thành phần bên giữ nước từ bên ngoài và giữ nước từ bên trong. Một cái là giữ nước từ bên ngoài là những cái phân tử lớn, còn một cái là giữ nước từ bên trong là những phân tử nhỏ. Và cái sự kết hợp như vậy á, thì làm cho làn da của chúng ta nó được căng mọng đó, và nó giải quyết cái vấn đề đó là giữ ẩm cho làn da, đồng thời nó cũng làm đầy cho làn da của chúng ta. Bởi vì chúng ta biết đó là HA thì nó sẽ hiện diện ở trong lớp trung bì, và nó sẽ hỗ trợ cho cái thành phần collagen và elastin để nó làm đầy cho dưỡng da của chúng ta. Và đối với những cái làn da mà bị lão hóa, mà bị nếp nhăn á, thì chúng ta thấy là cái khả năng làm đầy của nó, của HA này, nó hỗ trợ cho cái quá trình làm đầy. Như vậy thì nó sẽ cải thiện cái nếp nhăn của làn da của chúng ta, là vì lý do đó. Rồi, bây giờ mình muốn nhấn mạnh với các anh chị về cái công dụng của vitamin C HA trong cái việc tối ưu cái độ ẩm và sức khỏe sinh lý của làn da không đều màu, tức là làn da bị sạm nám là ha. Thì chúng ta thấy á, những cái làn da mà bị lão hóa mà có dấu hiệu sạm nám, thì chúng ta thấy là làn da này khi được cung cấp vitamin C thì vitamin C sẽ tăng cường cái khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ lại cái khả năng chống oxy hóa, đặc biệt là chống lại tia UV. Đồng thời là chống lại những cái gốc tự do, rồi hỗ trợ tổng hợp ra collagen, và đặc biệt là hỗ trợ tái tạo ra vitamin E. Mà chúng ta biết là vitamin E rất là quan trọng với việc bảo vệ các lipid và cái màng tế bào của tế bào da của chúng ta. Đồng thời á, nó sẽ hỗ trợ giảm nếp nhăn, bởi vì nó sửa chữa được những cái nguyên bào sợi. Đấy, nó được ví như là bột cho da vậy đó. Đó. Và nó hỗ trợ cái quá trình phân hủy melanin. Vì thế mà cái công dụng của vitamin C đối với làn da sậm màu, làn da không đều màu là cực kỳ quan trọng. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy cái thành phần HA sẽ làm giữ ẩm cho làn da, và giữ hút ẩm và giữ ẩm cho làn da, tăng cường cái kết cấu độ dày của da đối với làn da không đều màu. Vì thế mà da không đều màu khi kết hợp, khi sử dụng cái sản phẩm vitamin C HA này nè, các anh chị nào đã sử dụng rồi, các anh chị sẽ thấy có một đặc điểm là da của mình nó sáng hơn sau khi các anh chị sử dụng, đúng không? Các anh chị có để ý không ạ?
Sau khi sử dụng là da mình nó sáng hơn là vì lý do đó, là vì có sự cung cấp vitamin C và cung cấp HK. Và để cái sản phẩm Artistry vitamin C HA này á, nó được tối ưu hóa, thì các anh chị lưu ý một chi tiết á, là bởi vì những cái loại tinh chất của Artistry á, là thuộc dòng mỹ phẩm ion hóa. Mà những cái dòng mỹ phẩm ion hóa này mà khi chúng ta kết hợp với lại những cái công cụ, những cái dụng cụ chăm sóc da mà lại là ion điện điện giải, xin lỗi, là ion điện chuyển, thì chúng ta sẽ thấy là với cái sự kết hợp này thì nó sẽ làm cho cái khả năng mà thẩm thấu của sản phẩm tinh chất này vào sâu trong da. Nên khi các anh chị sử dụng mà muốn phát huy cái hiệu quả của vitamin C HA là các anh chị nen kết hợp với lại máy chăm sóc da đẹp Masonic. Bởi vì nó sẽ giúp cho các anh chị thẩm thấu, đưa sản phẩm sâu vào trong da. Như vậy thì cái độ hiệu quả nó sẽ cao hơn, đúng không các anh chị? Bởi vì khi chúng ta sử dụng bất cứ một cái sản phẩm gì thì các anh chị vẫn cần, vẫn mong muốn và có nhu cầu là thấy được cái hiệu quả nha. Nên các anh chị đã đầu tư mua sản phẩm vitamin C HA rồi thì đừng quên đầu tư luôn mua cả máy chăm sóc da, là vì lý do đó, để nó tối ưu cái hiệu quả và đặc biệt là nó thẩm thấu sâu vào bên trong, và cái thẩm thấu sâu và đặc biệt vào lớp trung bì của làn da của chúng ta thì nó mới tác động vào những cái mà nó cần tác động, đúng không ạ? Nó tác động thì nó sẽ tạo ra cái hiệu quả như chúng ta mong muốn. Thì khi chúng ta, đặc biệt là những người mà có vấn đề lão hóa, thì khi chúng ta thấy là khi chúng ta sử dụng sản phẩm mà nó chậm quá, nó chậm cái độ cải thiện á, thì chúng ta rất là dễ nản. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn có một cái sự hưng phấn cho bản thân mình, muốn cải thiện cho nó hiệu quả nhanh hơn, và mình cảm thấy có động lực mỗi ngày chăm sóc da và thấy làn da cải thiện, thấy là mỗi ngày mà nhìn gương mà cảm thấy là mình đẹp hơn trong trong gương, mình trẻ hơn trong gương, thì lúc đó mình cảm thấy yêu đời hơn, đúng không ạ? Và có cái động lực quan tâm đến bản thân. Và khi chúng ta quan tâm đến bản thân thì chúng ta mới quan tâm đến những nhiều cái thứ khác và quan tâm đến người khác. Đó là cái sự yêu đời. Thì đó là những cái mà chúng ta thấy là nó có sự liên kết về hệ quả với nhau. Nên các anh chị đừng bỏ qua cái chi tiết này ha. Và bộ sản phẩm này thì nó cải thiện đúng cái nhu cầu của làn da của chúng ta, nên nó thường xuyên nằm trong những cái giải pháp chăm sóc da cá nhân hóa. Còn đối với cái làn da mà bị lão hóa mà có dấu hiệu là khô thì nó sẽ tối ưu cái độ ẩm ha. Làn da bị khô thì đương nhiên là chúng ta sẽ bị mất nước rất là nhiều, khả năng giữ nước rất là kém. Thì lúc đó chúng ta thấy là hai cái thành phần HA đã giúp hút ẩm, giữ ẩm đến 1000 lần đó, và tăng cường độ ẩm cho da. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy cái sự hỗ trợ của vitamin C cũng góp phần chống lão hóa cho làn da, cũng giúp tổng hợp collagen, vitamin E, rồi giảm đi những cái nếp nhăn cho da của chúng ta. Thì chúng ta thấy là hai cái làn da lão hóa, khô và làn da bị sạm nám, chúng ta nhớ đừng bỏ qua vitamin C HA, tinh chất vitamin C HA nha các anh chị. Không biết là có bao nhiêu người hiện nay là chúng ta đang có vấn đề làn da lão hóa mà da khô và hoặc là da bị sạm nám, mà chúng ta đang rất cần có vitamin C HA, chúng ta hãy đánh vào trong cái chat box đi ạ. Alo. Đó. Có anh em sử dụng luôn không? Rất cần, rất nhiều người cần luôn. Rồi, chúc mừng các anh chị và đã có tìm ra được cái giải pháp cho cái làn da mà bị sạm nám của mình, đúng không? Bí kíp nó nằm ở chỗ đó, bí kíp của làn da sạm nám và làn da bị khô của mình. Lúc này là chúng ta đã tìm ra được bí kíp rồi ha. Và nhớ là mang bí kíp đó về nhà thì nó mới là thành bí kíp của mình. Còn nếu như mà bí kíp mà nó vẫn là của mình hoặc là của những người khác, hoặc là nằm ở trên cái trang web, thì nó vẫn là không là bí kíp của mình nha các anh chị. Mà hãy có những trải nghiệm. Sản phẩm kế tiếp chúng ta sẽ tìm hiểu ở đây, đó là Artistry Ideal Radiant. Dòng sản phẩm Artistry Ideal Radiant, đây là dòng sản phẩm làm trắng sáng da. Và cái sản phẩm mà chúng ta đưa vào trong cái bộ sản phẩm chống lão hóa, đó là sữa chống nắng Artistry Ideal Radiant. Sản phẩm này
nó mang đầy đủ những cái đặc tính đặc biệt của bộ sản phẩm Artistry Ideal Radiant và được chiết xuất từ hoa cúc đầu mùa, cây anh thảo. Và cái khả năng của sản phẩm là tập trung vào cái khả năng chống lại tia UV và đặc biệt là những cái tác hại từ môi trường. Đặc điểm của sản phẩm là cấu trúc rất là nhẹ, thẩm thấu nhanh và cung cấp độ ẩm. Và đặc biệt là các anh chị nào đã sử dụng cái sản phẩm này, các anh chị sẽ thấy cái da của các anh chị được nâng tông da, hay còn gọi là trắng sáng bật tông đó các anh chị, lên một vài cái bật tông. Nên các anh chị nào mà khi sử dụng sản phẩm này mà có nhu cầu làm trắng sáng thì các anh chị sẽ thấy sản phẩm này rất là đặc biệt ha. Và cái sữa chống nắng Artistry Ideal Radiant cũng có thể được sử dụng, rất nhiều người sử dụng để tạo một cái lớp nền nhẹ nhàng cho những cái bước trang điểm tiếp theo. Tuy nhiên không, nó không phải là cái một cái lớp, nếu mà nói về cái sản phẩm gọi là trang điểm chuyên sâu thì nó không phải là sản phẩm trang điểm chuyên sâu đâu nha. Nhưng mà nó sẽ hỗ trợ hơn cho những ai mà muốn tạo ra một cái lớp nền nhẹ nhàng cho những cái bước trang điểm trước khi bước vào những cái bước trang điểm chuyên sâu, thì chúng ta sẽ tạo ra cái bước nền đó. Và tại sao sản phẩm này lại đặc biệt? Thì cái sự đặc biệt của sản phẩm, dòng sản phẩm Artistry Ideal Radiant đó, đó là cái chuyện người ta đã sử dụng những cái thành phần độc đáo và cái công nghệ. Và ở đây á, có một cái thành phần rất là độc đáo, đó là hoa star lily. Các anh chị đã từng nghe hoa star lily chưa? Cái hình vẽ các chị sẽ thấy hoa star lily nè. Đó là hoa lily đó. Ở Việt Nam mình thỉnh thoảng cũng có một số những người thấy được hoa này đúng không ạ? Thì đây là một cái loài hoa mà được những nhà khoa học và research đi tìm thấy ở cái vùng biển Hy Lạp. Hoa này thì có một cái đặc điểm là vào ban ngày á, là nó khép lại để nó ngăn ngừa cái sự kích động bởi tia UV của ánh nắng mặt trời. Nhưng mà ban đêm nó lại nở ra. Và những nhà khoa học thì họ lại nghiên cứu và họ thấy. Nhưng mà trước khi chọn hoa star lily thì họ đã thử nghiệm khoảng hơn 2.500 những cái loại thực vật rồi. Và sau đó thì họ chọn ra để mà thử nghiệm với cho cái khả năng mà kiểm soát được cái men tiranose. Sau đó thì họ lấy ra khoảng 85 loại, họ cho tác động lên tế bào melanocyte để xem coi cái khả năng hiệu quả của nó trong cái việc kiểm soát melanin. Và rồi họ chọn ra 8 loại để họ thử nghiệm trên những cái sạm nám trên mô hình 3D đó, tức là giống như là mô hình da nhân tạo ha. Rồi sau đó thì họ mới chọn ra 4 sản phẩm để nghiên cứu lâm sàng, tức là trên những cái người mà tình nguyện sử dụng. Rồi sau đó họ mới cuối cùng, những nhà khoa học Artistry, họ mới chọn ra hoa star lily. Đó, các chị thấy không? Để tạo ra một cái sản phẩm, chọn ra một cái thành phần sản phẩm tối ưu như vậy, hiệu quả như vậy, nó phải là một cái công trình rất là tuyệt vời đúng không? Cái công trình nhiều công sức và bỏ ra rất nhiều thời gian và tiền của. Nên ngày hôm nay chúng ta thấy là rất là khi sử dụng những cái sản phẩm của Artistry Nutrilite, chúng ta thấy độc đáo lắm đúng không ạ? Độc đáo là bởi vì đó là những thành phần kết hợp giữa thiên nhiên và khoa học. Và hoa star lily này được kết hợp với hoa anh thảo và hoa cúc anh đầu xuân thì tạo ra một cái hỗn hợp độc quyền star lily và đã được Nutrilite chứng nhận. Và đây là một cái hỗn hợp mà đã kiểm nghiệm được, chứng nhận được cái khả năng vượt trội trong cái việc mặc chế, sản sinh sự chuyển hóa của melanosome. Melanosome các anh chị là những cái khoang để nó chứa gì ạ? Nó chứa melanin. Tức là melanin mà nó muốn chuyển đi lên trên da của chúng ta, nó đi là từ lớp đáy đi lên trên bề mặt da của chúng ta, nó sẽ đi qua cái khoang, cái đường dẫn là melanosome. Thì ở đây á, cái thành phần hỗn hợp hoa star lily này nó giống như là nó kiểm soát cái đường đi á, nó cái tín hiệu đường truyền để nó kiểm soát cái đường đi của melanosome. Và như vậy thì cái việc mà melanin nó không được đưa lên trên bề mặt da, nó giảm bớt đi, thì cái những cái đốm nâu trên làn da của chúng ta nó sẽ mờ hẳn đi. Đó, thì đó là cái tác động của hỗn hợp hoa star lily là vì lý do đó. Bên cạnh hỗn hợp hoa star lily thì sản phẩm Artistry Ideal Radiant đó có thêm một cái công nghệ, đó là công nghệ AA2G. Nếu mà các anh chị đọc tiếng Anh thì khác, nhưng mà thôi để đọc tiếng Việt cho nó dễ nhớ đi ha các anh chị ha. Đó là ascorbin glycoside. Thì đây là một cái dẫn xuất vitamin C ổn định. Và cái dẫn xuất vitamin C này á,
nó có cái khả năng á, nó tác động vào bên trong của tế bào melanocyte, và khi nó tác động vào bên trong của tế bào melanocyte thì nó sẽ ức chế cái hoạt tính của cái men tyrosine, và đây là một cái men để mà nó kích hoạt, nó sản xuất ra melanin. Vậy thì nó giống như là nó ức chế cái chuyện mà sản sinh ra melanin. Vậy melanin hỗn hợp hoxalili là nó làm cho melanin không được chuyển lên, mất đi cái đường truyền đi, tức là nó kiểm soát cái đường truyền đi. Còn AA2G á, dẫn xuất vitamin C này á, thì nó kiểm soát cái việc sản sinh melanin từ trong cái tế bào của melanocyte. Thì đó, hai cái sự kết hợp này nó mới làm hiệu quả trắng sáng làn da. Và chúng ta sẽ nhìn thấy rõ hai cái cơ chế mà chúng ta vừa mới đề cập ở trong cái hình vẽ này, các chị thấy không ạ? Đó là cơ chế giảm chuyển hóa melanin, tức là giảm đi cái đường truyền nè ha, cắt đi cái tín hiệu đường truyền mà nhờ vào cái hỗn hợp hoxalili. Còn cái thứ hai là giúp giảm việc sản sinh ra, ức chế cái men tyrosine, và cái men này á thì nó sẽ không có tác động đến việc sản sinh ra melanin ở ngay trong cái tế bào melanocyte, tức là tế bào sắc tố. Hai sự kết hợp này rất là tuyệt vời trong sản phẩm để nó giải quyết vấn đề sạm nám cho làn da của chúng ta. Và bộ sản phẩm này thì không biết là các anh chị nào có đang sử dụng bộ sản phẩm Artistry Ideal Radiant để làm xử lý cái vấn đề da sạm nám không ạ? Hay là chúng ta đang có nhu cầu trắng sáng không ạ? Chắc là sẽ có một số các anh chị hiện nay đang sử dụng sản phẩm này đúng không ạ? Nhưng mà ở trong cái bộ chống lão hóa 360 độ này thì các chị có thể chọn một sản phẩm này kết hợp với những sản phẩm Supreme LX, Uristen và những cái chai tinh chất mà chúng ta có thể kết hợp là Artistry Ideal Radiant. Ha các anh chị ha. Bên cạnh đó đó các anh chị, hiện nay thì chúng ta cũng có một cái loại sản phẩm nữa, đó là kem chống nắng Phyto UV Protect đúng không ạ? Và kem chống nắng thì này thì ra đời sau sữa chống nắng Ideal Radiant. Nhưng mà về nói về cái khả năng chống tia UV thì hai sản phẩm này giống như nhau. Tuy nhiên á, nói về cái mục tiêu sử dụng á, mục tiêu và sự nhu cầu của làn da á, thì có cái sự khác biệt. Mà cái sự khác biệt này nó sẽ nhắm đến gọi là những cái nhu cầu của các anh chị. Ví dụ như nếu như các anh chị sử dụng mà sữa chống nắng Ideal Radiant UV Protect thì các anh chị sẽ tập trung hơn ở cái nhu cầu đó là làm trắng sáng da hay là điều trị những vấn đề sạm nám. Còn nếu như các anh chị mà và các anh chị muốn trắng sáng bật tông đúng không ạ? Đó thì đó là một số cái nhu cầu của các anh chị, hoặc là các chị sử dụng như là một cái lớp lót nền. Còn nếu như anh chị nào mà muốn sử dụng kem chống nắng Phyto UV Protect thì vẫn được. Đó, bởi vì trong sản phẩm Phyto UV Protect á, thì cái khả năng đó là gì ạ? Cái khả năng đó là chống, đặc biệt là cái khả năng chống oxy hóa rất là cao, đó là chống ánh sáng xanh và chống sự ô nhiễm từ môi trường, đặc biệt là bụi PM2.5. Thì nếu như mà chúng ta có, đặc biệt là ví dụ như bây giờ ha, bản thân mình á, thì mình cũng hiện nay cũng đang sử dụng, trước đây thì mình sử dụng sữa chống nắng Ideal Radiant, nhưng mà sau đó thì bởi vì cái việc của mình hiện nay mà làm việc tiếp xúc với lại đèn led nè, tiếp xúc với lại laptop nè, tiếp xúc với lại ánh sáng xanh đó, từ điện thoại smartphone đó, thì rất là nhiều, và khi mà biết được, khi mà thấy được cái dòng sản phẩm kem chống nắng UV Protect này thì mình cũng khuynh hướng mình trải nghiệm sản phẩm này nhiều. Đặc biệt là bởi vì mình thấy rõ rằng cái độ cải thiện trong cái vấn đề chống lão hóa cái làn da của mình, bảo vệ làn da của mình khỏi những cái tác hại từ môi trường như vậy, thì mình có cái sự chuyển trong cái việc sử dụng. Nhưng mà vẫn đôi khi vẫn có hai sản phẩm ở trong nhà, và có thể là tùy lúc mình, tùy cái nhu cầu, ví dụ có những lúc là muốn trắng sáng da hơn thì mình có thể sử dụng sữa chống nắng Ideal Radiant, thì cái đó nó tùy thuộc vào cái nhu cầu của các anh chị ha, chứ nó không có loại trừ lẫn nhau. Rồi bên cạnh mà cái việc mà chăm sóc da cộng thêm như vậy thì chăm sóc da mà của cái bộ sản phẩm chống lão hóa thì chúng ta đã học, thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp thêm khỏe bên trong đẹp bên ngoài. Nhưng mà trước khi chúng ta đến cái giải pháp thêm, đề cập đến cái giải pháp thêm này thì mình cũng muốn hỏi các anh chị là nãy giờ các anh chị còn nhớ những cái sản phẩm mà hỗ trợ tối ưu đối với làn da lão hóa sâu đó là gì không ạ?
Các chị có thể liệt kê ra một vài sản phẩm mà các chị đã nghe trong nội dung chia sẻ được không ạ? Để mình biết chắc là các anh chị nắm vững bài, hiểu rõ bí kíp, nắm bí kíp trước khi chúng ta mang về. Các anh chị còn nhớ những sản phẩm nào cần phải có để hỗ trợ tối ưu không ạ? Cho làn da mà lão hóa, giải pháp đặc. Rồi, các anh chị đánh rất là nhanh luôn, tinh chất cá nhân hóa, vitamin C, HA, sữa chống nắng, mặt nạ. Trong khuôn khổ chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không có đủ thời gian để nói về mặt nạ đúng không ạ? Nhưng mà các anh chị sẽ học những cái loại mặt nạ, nhưng mà đặc biệt là đối với làn da mà chống lão hóa thì chúng ta nhớ cái mặt nạ foaming, tức là mặt nạ màu đỏ, mặt nạ lụa đỏ đó các anh chị, để giúp làm săn chắc cái làn da của mình. Rất nhiều. Tôi tin rằng là các anh chị đã nắm giữ bí kíp của mình rồi đúng không ạ? Tuyệt vời lắm. Rồi, xin hỏi là trong chúng ta có bao nhiêu người hiện nay ngoài việc sử dụng Artistry, hiện nay chúng ta cũng đang có sử dụng thêm những cái dòng sản phẩm Nutrilite để khỏe trong đẹp ngoài ạ? Rồi, có người giơ tay liền, có người nói liền, có tôi luôn. Các anh chị đang sử dụng những cái sản, những anh chị nào mà chống lão hóa da đó thì các chị đang sử dụng những sản phẩm nào của Nutrilite ạ? Các chị có thể liệt kê ra được không ạ? Protein CA, tuyệt vời. Protein CE, EC Pro, CE. Có người thì dùng cả. Các anh chị rất là các anh chị rất là quan tâm đến sức khỏe đúng không ạ? Caroten, vitamin C, E, bảo vệ gan, omega 3. Một bộ sản phẩm đầy đủ, full nền tảng probiotic đủ hết tất cả. Rồi, cảm ơn các anh chị đã tương tác rất là tốt. Thì chúng ta thấy cái làn da của chúng ta nó phản ánh cái sức khỏe của chúng ta đúng không? Mà chúng ta, nếu các anh chị ở đây đã học về Nutrilite rồi thì các chị cũng biết cái nền tảng sức khỏe của chúng ta nó có bốn cái kiềng bốn chân. Đó là gì ạ? Đó là tinh thần, đó là vận động, đó là dinh dưỡng, đó là nghỉ ngơi đúng không ạ? Thì bốn cái kiềng bốn chân này đó là cái tạo nên cái nền tảng sức khỏe cho chúng ta, cho chúng ta được khỏe từ bên trong. Cộng thêm chúng ta chăm sóc da từ bên ngoài thì chúng ta mới có cái bí kíp đó là Healthy Beauty, tức là khỏe trong đẹp ngoài. Và cái từ khóa Healthy Beauty đó là một cái từ khóa hiện nay rất là hot đối với những nhà phân phối Amway cũng như là đối với bên ngoài đúng không ạ? Rất nhiều người họ đang quan tâm đến cái chuyện là khỏe trong đẹp ngoài mỗi ngày. Đó là cái gọi là sự đẹp đích thực của mỗi người, thì ai cũng đều mong muốn cái điều đó. Thì khi mà hướng đến cái việc mà đẹp khỏe trong đẹp ngoài á, thì các anh chị hãy đến những cái nếu mà muốn các chị có những vấn đề về sức khỏe muốn cải thiện hay là hiểu thêm thì các chị sẽ đến với những cái lớp học của Nutrilite. Và công ty tôi thấy là tổ chức, phòng huấn luyện đã tổ chức cho các anh chị rất nhiều lớp hiểu về sức khỏe, đặc biệt là trong mùa Covid này đúng không ạ? Giúp cho chúng ta có thể sống tốt nè trong mùa Covid này, vượt qua mùa Covid. Thì bên cạnh đó thì chúng ta sẽ lưu ý một số cái bí kíp của thêm vào nữa các chị cần lưu ý, đó là cái chuyện uống nước. Bởi vì làn da chúng ta lão hóa là làn da cũng rất là dễ bị mất nước, mà mất nước là do việc chúng ta không cung cấp đủ nước cho da nè, và da không giữ được nước đúng không ạ? Mà làn da của chúng ta khi nước nó vào thì nó sẽ đưa đến các lục phủ ngũ tạng, đưa đến nuôi não của chúng ta, đưa đến nuôi xương của chúng ta, rồi nó mới đến nuôi da. Hầu như da giống như là vùng sâu vùng xa để trước khi nước đưa đến vậy đó. Nên khi mà da của chúng ta mà không cung cấp đủ nước thì thường da chúng ta mất nước rất là nhiều. Mà khi mất nước như vậy thì da dễ bị khô. Nên để mà cho da được giữ nước nè, có cung cấp đủ nước nè, và đồng thời cải thiện cái vấn đề khô da và đừng có ảnh hưởng đến cái vấn đề là hệ miễn dịch của da, kích ứng của da, thì chúng ta nhớ đến việc là uống nước ha. Ít nhất là lấy trọng lượng cơ thể mình nhân 0,04 thì chúng ta đâu đó ra được cũng được khoảng 2 lít nước mỗi ngày.
đó, và chúng ta chia ra từng khoảng thời gian chúng ta uống, chứ không phải là uống một lần, đúng không? Và nên là uống nước lọc, và nếu có thể được thì chúng ta có thể thêm một số cái loại nước trà trái cây chẳng hạn, để cho thêm có những cái vitamin khoáng chất cho chúng ta, nếu như chúng ta muốn đó. Hoặc là chúng ta có thể chế những cái loại nước, bên cạnh đó chúng ta có thể chế thêm những cái loại nước, ví dụ như là phyto, chúng ta có thể sử dụng thêm bù nước và khoáng cho cơ thể của chúng ta, vitamin B và C chẳng hạn, để cho cơ thể của chúng ta nó khỏe hơn. Rồi, hôm nãy rất nhiều người ở đây là đã đề cập là đang sử dụng Nutrilite. Và các chị sẽ thấy là khi mà ai mà vừa sử dụng Artistry và sử dụng Nutrilite là chúng ta sẽ thấy làn da của chúng ta, làn da lão hóa cải thiện nhanh hơn những người chỉ sử dụng chăm sóc da. Có nghĩa là bên trong và bên ngoài thì cái độ cải thiện, cái độ phục hồi nó sẽ nhanh hơn. Đó là cái điều tất yếu rồi. Bởi vì cái dinh dưỡng nó vào, nó sẽ góp phần nuôi những cái tế bào trong cơ thể của chúng ta, tái tạo ra những cái tế bào mới, trong đó có tế bào da. Và chúng ta sẽ lưu ý một số những cái dưỡng chất. Ví dụ như là 6 nhóm chất mà tôi có đề cập đến các anh chị, đó là chất đạm tốt, chất đạm chất lượng cao nè, chất béo tốt nè, carbon hydrate tốt nè, vitamin nè, khoáng chất và dưỡng chất thực vật. Hả? Thì ở đây thì các chị sẽ có một số những cái sản phẩm đặc trưng, ví dụ như là protein sẽ cung cấp axit amin, những cái axit amin thiết yếu cho cơ thể của chúng ta, mà axit amin là tạo ra tế bào mới, đúng không? Trong đó có tế bào da của chúng ta. Mà những làn da lão hóa thì chúng ta đều mong muốn là thay mới làn da và làm cho cái chu kỳ thay da của nó được nhanh hơn. Bởi vì chúng ta biết á, người trưởng thành thì cái làn da của mình á, nó tái tạo là khoảng 28 ngày người trưởng thành. Nhưng mà càng lớn tuổi, ví dụ như là nhóm tuổi đó là khoảng 25 tuổi, nhưng mà ví dụ như 30, 40, 50, 60 thì cái gọi là cái chu kỳ thay da của chúng ta nó chậm đi. Có những người thậm chí là 1 tháng rưỡi, có người là 2 tháng, có người 2 tháng rưỡi, có người 3 tháng. Đó, thì nó sẽ chậm đi rất là nhiều do cái việc mà tái tạo ra tế bào mới của da nó kém đi. Thì do cái chuyện mà chúng ta muốn tạo ra tế bào mới cho da để da được trẻ hóa thì chúng ta lưu ý đó là protein. Và bên cạnh protein chúng ta vẫn có thêm là collagen. Bây giờ là có cái gói bổ sung collagen rồi của Nutrilite, cộng thêm với lại Vita Collagen Capsule này ha các chị ha. Thì các chị sẽ thấy là collagen bên trong và bên ngoài luôn. Và collagen là một loại protein đó các anh chị. Đó thì các chị thấy là khi mà chúng ta cung cấp collagen, nó cũng giúp cho vừa cải thiện cái collagen trong lớp trong làn da của chúng ta, nhưng mà đồng thời cũng hỗ trợ là góp phần tạo ra những cái axit amin ha cho cơ thể của chúng ta. Rồi thêm là omega 3, đó là chất béo tốt. Chất béo tốt thì nó sẽ gia cố đặc biệt là cái lớp màng tế bào và lớp hàng rào bảo vệ da của chúng ta. Mà chúng ta thấy là khi mà cái lớp hàng rào bảo vệ da ở cái lớp biểu bì của chúng ta nó được gia cố, thì cái giống như là chúng ta xây những thành trì cho nó, thì có phải là cái khả năng mà khóa ẩm giữ ẩm cho da nó tốt hơn không ạ? Đó, mà khóa ẩm giữ ẩm cho da tốt hơn thì da nó sẽ không bị khô. Đó. Bên cạnh đó là chúng ta sẽ tăng cường thêm double X, bởi vì trong double X thì có đa vitamin, đa khoáng chất và đặc biệt là dưỡng chất thực vật. Và trong đó có các loại dưỡng chất thực vật màu đến từ 22 loại rau củ quả và trái cây, và đem lại cái khả năng chống oxy hóa rất là cao cho làn da lão hóa. Các chị vẫn có thể tăng cường thêm vitamin A. Vitamin A cải thiện cái độ ẩm cho da, đồng thời là cải thiện cái gì? Cái lỗ chân lông. Nếu mà ai có bị lỗ chân lông to thì chúng ta có thể lưu ý vitamin A. Ở đây thì chúng ta có multi-carotene, tiền vitamin A ha. Rồi chúng ta sẽ có vitamin E, vitamin C là những cái vitamin chống lão hóa trong môi trường nước và trong môi trường dầu. Cải thiện cái gì ạ? Cải thiện cái cấu trúc của tế bào của làn da của chúng ta, cũng như là chống những cái sự tổn thương đến tế bào đó. Thì đó là cái điều đặc biệt lưu ý. Rồi mỹ phẩm thì chúng ta lưu ý đối với những cái làn da lão hóa là chúng ta sẽ sử dụng những cái mỹ phẩm có độ pH dịu nhẹ, đặc biệt ở trong cái bước rửa mặt ha. Những cái dòng sản phẩm của Artistry về sữa rửa mặt hoàn toàn là độ pH an toàn cho làn da, bởi vì đây có chứa những cái thành phần dịu nhẹ.
Và mỹ phẩm không có bào mòn cái làn da và là mỹ phẩm sạch đó. Các chị thấy là tiêu chí mỹ phẩm sạch hiện nay là tiêu chí cũng đang lên ngôi đúng không ạ? Người ta cần những cái gọi là cái ăn cho da cực kỳ tốt, tức là mỹ phẩm mà ăn cho da, mà khi chúng ta yêu quý cái làn da của chúng ta thì đặc biệt là chúng ta sẽ cần những cái thức ăn tốt, và chúng ta sẽ chọn lựa những cái thức ăn cực kỳ tốt cho làn da của chúng ta đó. Và chúng ta nhớ là ưu tiên bổ sung độ ẩm và khóa ẩm cho da, chọn những thành phần phù hợp, và chúng ta đừng quên gọi là hàng tuần làm sạch tế bào chết, massage và đắp mặt nạ đó, và sử dụng kem chống nắng, và cộng thêm những cái sản phẩm, những cái công cụ hỗ trợ đó, làm những cái máy chăm sóc da đúng không ạ, để chúng ta tối ưu hóa những cái tinh chất mà chúng ta sử dụng. Hàng tuần chúng ta hãy chịu khó chăm sóc da cộng với lại cái liệu trình chăm sóc da hàng ngày, hàng tuần. Thì đối với những người mà bị lão hóa đó, thì khi chúng ta hàng tuần chúng ta tập trung với cái home spa tại nhà của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ làm được việc những gì ạ? Cho loại bỏ những cái tế bào chết trên da của chúng ta bằng mặt nạ loại bỏ tế bào chết nè ha. Rồi chúng ta sẽ dùng cho máu lưu thông, cái mặt nạ mà firming á, mặt nạ lụa đỏ cũng là giúp cho tuần hoàn máu trên da của chúng ta nữa. Thì chúng ta lưu ý, hôm nãy là chúng ta không có thời gian để nói sâu về cái mặt nạ đó, nhưng mà một số cái lưu ý thì thì mình cũng đã chia sẻ với các anh chị để các chị hiểu được cái tầm quan trọng của mặt nạ firming trong cái chuyện mà cải thiện làn da lão hóa. Và cái nội dung chia sẻ của mình thì đến đây đã kết thúc rồi. Nhưng mà trước khi chúng ta kết thúc chương trình thì mình cũng muốn, hiện nay thì mình thấy là ở trong khán phòng của chúng ta cũng còn lại rất là đông, khoảng hơn 400 anh chị đã ngồi với mình đến giây phút này. Thì mình xin phép được được dạy, xin phép các anh chị thêm một thời gian nữa ha các anh chị ha. Đó là các anh chị sẽ giúp mình ôn lại một số cái nội dung mà các anh chị đã tìm hiểu trước khi chúng ta kết thúc chương trình, và chúng ta chuyển qua cái phần đặt câu hỏi và kết thúc chương trình nha. Đó. Rồi, các anh chị ơi, các anh chị có thấy màn hình không ạ? Nếu các anh chị thấy màn hình, các anh chị vui lòng đánh vào ạ. Cho mình biết. Cho mình biết là các anh chị đánh đang vẫn thấy màn hình ạ. Alo. Các anh chị ơi. À, các anh chị vẫn thấy màn hình ha. Chị có thấy màn hình mình share về cái phần câu hỏi không ạ? À? Câu hỏi ôn tập á. Alo các anh chị ơi, các anh chị chờ mình trong giây lát nha, mình hơi có trục trặc kỹ thuật một chút xíu. Các anh chị có thấy màn hình chưa ạ? À? Các anh chị có thấy màn hình á? Và hôm nãy bạn kỹ thuật đã nhắc mình về 5 phần quà, thì đây là cơ hội để chọn ra cộng với lại cái những cái phần tương tác trước của các anh chị trước đây, cộng với cái phần trả lời câu hỏi này, thì bạn bạn kỹ thuật sẽ hỗ trợ mình tìm ra 5 cái người mà nhận quà trong buổi tối ngày hôm nay. Thì các anh chị ơi, các anh chị hãy nhìn vào cái màn hình
Và các chị hãy nhanh chóng tìm ra cái câu trả lời nha. Lúc này thì câu hỏi, mình xin tiết lộ với các anh chị là câu hỏi không khó, hoàn toàn không khó, là bởi vì các chị đã theo dõi toàn bộ chương trình rồi. Nhưng mà nó còn liên quan đến cái chuyện là các anh chị có nhanh tay lẹ chân đánh vào trong cái phần chat hay không, để các anh chị nhận được cái phần quà nha. Mà chỉ có 5 người thôi, cộng với lại cái kết quả của những cái phần tương tác trả lời câu hỏi ở phần trước. Rồi bây giờ câu hỏi thứ nhất, các chị sẵn sàng chưa ạ? Đâu là nguyên nhân lão hóa da, nguyên nhân ngoại sinh, nguyên nhân nội sinh, và cả hai câu trả lời chính xác là gì? Các chị ơi nhanh chóng ạ. Tôi thấy có quá nhiều anh chị có tốc độ rất là cao. Rồi, câu trả lời của các anh chị rất là nhiều. Và bây giờ câu trả lời chính xác, câu trả lời chính xác là gì? Câu trả lời chính xác là C, và chúc mừng những anh chị nào có câu trả lời là C nha. Rồi, tiếp theo còn nữa các chị. Hai nguyên nhân nội sinh gây lão hóa da mà những nhà khoa học artistry đã khám phá là gì? Sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng chưa? Rồi, câu trả lời chính xác là gì đây? Thấy chưa? Tôi đã cam đoan với các anh chị là hoàn toàn câu hỏi không hề khó. Bởi vì nếu mà ai đã theo dõi toàn bộ nội dung ngày hôm nay là chính trả lời chính xác, nhưng quan trọng là tốc độ nhanh quá các anh chị ạ. Nhưng mà rất là cảm ơn các anh chị tương tác rất là nồng nhiệt. Và tiếp theo ha, tiếp theo mình câu tiếp theo nha các anh chị. Nội tiếp theo ha. Câu trả lời chính xác là E. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem. Chăm sóc da cơ bản hàng ngày. Những bước chăm sóc da cơ bản hàng ngày cho làn da lão hóa gồm bao nhiêu bước? Hãy kể tên. Rồi, các anh chị sẵn sàng cho câu trả lời này chưa ạ? Sẵn sàng ha. Các chị lưu ý câu trả lời nha. Nó có cái 7 ở trong đó một chút xíu á. Rồi, bây giờ rồi, rất nhiều anh chị đang đưa nhanh chóng đưa cái câu trả lời của mình lên. Rồi, bây giờ câu trả lời là gì đây? Câu trả lời là gì đây? Có nhiều các anh chị ghi là 5 bước. Nhưng mà có một vài anh chị ghi 5 bước và ghi chi tiết 5 bước đó là gì? Rồi. Bạn kỹ thuật nhớ lưu ý mình giùm mình những người nào ghi rõ từng bước nha, tại vì câu hỏi có yêu cầu là ghi rõ từng bước. Rồi, câu trả lời chính xác đó là câu B. Các chị vừa trả lời là câu B, nhưng mà đồng thời các anh chị sẽ ghi là từng bước ra ha. Rồi, tiếp tục các anh chị, tiếp tục. Còn nữa các anh chị. Giải pháp chăm sóc da lão hóa chuyên sâu cần sử dụng thêm những cái sản phẩm hỗ trợ tối ưu nào? Liệt kê ra nha các anh chị, liệt kê ra. Và những cái câu hỏi này nó sẽ quyết định cái phần quà của các anh chị rất là cao. Bạn trợ lý nhớ hỗ trợ dùng chị nha. Tức là cái phần các anh chị nào ở cái phần top của cái phần đầu, mà bây giờ cộng thêm những cái anh chị ở phần sau, chúng ta sẽ chọn những anh chị nào mà cộng hai kết quả đó lại để chọn ra người 5 người xuất sắc nhất nha. Rồi, ok. Câu trả lời của chúng ta đó là gì ạ? Giải pháp chăm sóc da chuyên sâu có cần sử dụng thêm những sản phẩm tối ưu hay không? Thì câu trả lời chính xác đó là đúng không ạ? Rồi, những sản phẩm artistry trọng tâm trong bộ sản phẩm giải pháp chăm sóc da lão hóa chuyên sâu là gì? Các chị nhớ là những sản phẩm trọng tâm là những sản phẩm mà mình đã có lưu ý, có chia sẻ sâu trong ngày hôm nay. Rồi, hôm nãy mình đã đánh ra cái câu rồi các anh chị cũng ghi rất là nhanh luôn, hoàn toàn tuyệt vời. Rồi, xin cảm ơn các anh chị.
Đây, câu trả lời chính xác là đây ha. Những cái trọng tâm là những cái mình đã nhấn cho các anh chị trong bài ngày hôm nay. Rồi, kế tiếp các anh chị. Chúng ta sẽ ôn về Supreme LX. Supreme, một cái sản phẩm đặc biệt ha. Artistry Supreme LX là sản phẩm duy nhất trong dòng sản phẩm Artistry chăm sóc da. Artistry có đặc điểm gì? Đó là chiết xuất từ tế bào gốc của hoa dành dành, phức hợp độc quyền cell effect 24 nè, vàng 24 carat nè, khả năng trẻ hóa làn da đến 15 tuổi. Rồi tăng chỉ số năng lượng làn da tới 68 lần so với lại làn da bình thường. Rồi, câu trả lời chính xác là gì các anh chị? Wow, rất là tuyệt vời luôn. Câu trả lời là E, nhưng mà tự nhiên mình thấy có ai đó ghi hoa star lily là sao ta? Đây là sản phẩm Artistry Supreme LX nha, không có hoa star lily mà là hoa dành dành. Rồi, công nghệ cell effect 24. Công nghệ cell effect 24. Chức năng chính của công nghệ cell effect 24 là gì? Câu trả lời của các anh chị. Ôi sao là đoạn này thì có nhiều nhiều câu trả lời. ABC đều có cả. ABC đều có cả. Công nghệ cell effect 24. Chính xác đó là gì ạ? Chính xác đó là gì? Đó là khả năng tự phục hồi năng lượng của làn da, đó là chức năng chính nha các anh chị. Ở đây mình muốn nói đến chức năng chính. Rồi, thành phần nào sau đây không nằm trong phức hợp cell effect 24? Thành phần nào không nằm trong cell effect 24 ạ? Ví dụ như trong cell effect 24 chúng ta đã thấy có cardiolipin nè, và 24 carat nè, là chiết xuất nào không có? Chiết xuất robina nè. D, chiết xuất tế bào gốc của hoa dành dành, nó nằm riêng. Còn riêng về cell effect 24 là chủ yếu là có cardiolipin, có vàng 24 carat và chiết xuất robina. Rồi sau đó cell effect 24 mới cộng với lại tế bào gốc của hoa dành dành mới tạo nên sản phẩm Supreme LX, đúng không ạ? Câu hỏi cũng có lắc léo một chút xíu nha. Không biết là bao nhiêu người trả lời là câu D ạ? Rồi các anh chị trả lời, một số trả lời câu D, đa số là trả lời câu C. Đó hay chưa, mắc bẫy ha. Rồi ok. Kế đến đó, thì chúng ta xem cái sản phẩm kem dưỡng tái tạo da hay là kem dưỡng chống lão hóa Supreme LX được sử dụng như thế nào để phát huy tác dụng. Theo các anh chị thì sản phẩm này, đây là một cái sản phẩm của dòng dưỡng đúng không ạ? Và khi chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ đặc biệt là lưu ý là khi chúng ta sử dụng những cái kem thoa lên tay của chúng ta thì chúng ta sẽ phối hợp gì ạ? Phương pháp bí kíp của chúng ta là gì? Các anh chị đoán giùm mình coi kết quả là gì ạ? Các anh chị có ABCD luôn. Và bí kíp nằm ở câu B. Sau khi sử dụng sản phẩm, chúng ta nên massage nhẹ nhàng bằng đầu ngón tay. Sản phẩm kem dưỡng tái tạo da Supreme LX nên sử dụng trước sản phẩm kem dưỡng mắt tái tạo tế bào dưỡng mắt Supreme LX hay là ngược lại? Câu trả lời của các anh chị là gì ạ? Câu trả lời chính xác là B. Các anh chị ha. Thì đối với kem dưỡng da tái tạo da vùng nách thường á, để trong cái lộ trình chăm sóc da thì thường chúng ta nên dưỡng vùng mắt, sau đó trong cái mắt dưỡng á, thì chúng ta nên dưỡng mắt rồi đến dưỡng mặt. Đó, thì để chúng ta
Bởi vì nếu như mà dưỡng chúng ta làm ngược lại, chúng ta hay có cái thói quen là chúng ta bỏ bỏ lỡ đúng không, bỏ lỡ bỏ quên cái vùng mắt hả. Các anh chị nào mà chăm sóc da thì các anh chị cũng có để ý đến những chi tiết đó đúng không ạ. Rồi các anh chị sẽ chúng ta tiếp tục ôm nữa đến cái phần tinh chất serum W. Đây là một cái tinh chất giúp làm giảm và làm mờ sự xuất hiện của nếp nhăn. Câu trả lời đúng hay sai ạ? Câu trả lời đúng hay sai ạ? Câu trả lời chính xác đó là đúng à. Câu trả lời là B. Rồi tiếp tục các anh chị ơi, sắp hết rồi, sắp hết rồi. Công nghệ nào có trong sản phẩm Artistry Personal Select Personal Serum Forming giúp củng cố cấu trúc làm săn chắc da? Các anh chị lưu ý nha, công nghệ nào nha các anh chị, công nghệ nào? Đây là câu hỏi về cái thành phần công nghệ có trong sản phẩm Forming á. Câu trả lời chính xác là gì ạ? Một số trả lời là B, một số trả lời là D. Vậy thì câu trả lời chính xác đó là D. Đúng rồi, câu trả lời là D. Còn B là trong sản phẩm W. Đúng không ạ? Trong công nghệ của W đó là Light Definition. Còn trong công nghệ của F đó là Skin Tightening. Light Definition là tác động vào cấu trúc collagen. Skin tightening là chủ yếu là các tác động vào elastin, đúng không? Hai cái kết hợp với nhau. Rồi, xin cảm ơn các anh chị đến phần câu hỏi ôn tập của ngày hôm nay. Đã kết thúc cái phần ôn tập này thì hy vọng là các anh chị sẽ nhớ thêm bài đúng không ạ? Vậy thì trước khi chúng ta kết thúc chương trình thì các bạn bạn trợ lý hãy giúp mình xem coi ai là cái người mà có cái câu hỏi có 5 người mà nhận phần quà. Thì các anh chị bạn chọn ra và báo lên giùm mình ha, mình sẽ nêu tên các anh chị và khi các anh chị nhận được cái thông báo là mình là cái người được chọn á, là cái phần quà thì các anh chị hãy nhớ là cung cấp tên và mã số ADA mình cho để cái bên bộ phận của hỗ trợ của phòng huấn luyện sẽ liên lạc trực tiếp với các anh chị để mà cung cấp phần quà cho các anh chị nha. Rồi trong lúc chờ đợi đó thì chúng ta hãy đến cái phần trả lời câu hỏi trong ngày hôm nay ạ. Xin mời các anh chị hãy đến với phần câu hỏi đáp trong ngày hôm nay nha các anh chị. Với phần hỏi đáp thì các anh chị có thể đánh vào phần chat, nhưng mà các anh chị cũng có thể mở mic lên để các anh chị hỏi được không ạ? Các anh chị giơ tay lên, các anh chị đưa biểu tượng giơ tay lên và bạn trợ lý sẽ hỗ trợ mình trong việc là các anh chị mở mic cho các anh chị hỏi cũng được. Còn nếu như các anh chị nào không kịp á thì các anh chị sẽ có thể đánh máy vào trong cái phần chat box và mình hy vọng sẽ chọn ra một số những cái câu hỏi tiêu biểu để mình trả lời cho các anh chị nha. Và đặc biệt là những cái câu hỏi mà liên quan đến nội dung của ngày hôm nay, bởi vì chúng ta không đủ thời gian để mà hỏi đáp tất cả mọi thông tin. Nên mình xin phép chỉ hỏi trả lời những cái câu hỏi liên quan đến bài chia sẻ của ngày hôm nay. Xin cảm ơn các chị đã ngồi cho đến bây giờ. Việc các anh chị ngồi đến cho đến tận bây giờ là một cái nguồn động viên cho mình rất là nhiều. Các anh chị ơi, các anh chị cứ tiếp tục đặt câu hỏi, có ai muốn mở mic lên không ạ? Các anh chị muốn đặt câu hỏi, các anh chị cứ đánh vào cái phần chat giùm mình nhé. Có một người nói là cho mình hỏi là nếu chưa đủ, nếu điều kiện chưa cho phép thì giữa kem dưỡng và kem chống nắng thì mình nên ưu tiên loại nào? Nếu dùng kem chống nắng mà không có dưỡng trước thì có hại gì cho da không? Thật ra thì các anh chị, cái việc mà sử dụng một số bạn thì muốn đặt mở mic lên.
Nếu mà bạn nào mà muốn mở mic á, thì các bạn cứ nhớ giơ tay lên nha, thì bạn trợ lý sẽ hỗ trợ mình trong cái chuyện mở mic. Tại vì nếu mà mở đồng loạt mà các anh chị cùng nói thì lúc đó cũng rất là khó để mà theo cho mọi người theo dõi. Rồi mình xin phép được xem cái câu trả lời là giữa lựa chọn giữa kem dưỡng và kem chống nắng. Thì chúng ta thấy là đối với cái kem dưỡng á, công dụng của kem dưỡng và kem chống nắng nó hoàn toàn khác nhau, đúng không ạ? Mỗi tại vì khi một trong một cái liệu trình chăm sóc da thì những mỗi cái một cái sản phẩm thì nó có một cái công dụng riêng, có một cái bởi vậy với những cái công dụng riêng như vậy thì nó sẽ đưa vào người ta sẽ những nhà khoa học, những nhà sản xuất họ sẽ đưa vào những cái thành phần, những cái phần nguyên liệu, những cái công nghệ cũng rất là khác nhau. Nên nếu mà nói mà gọi là thế hay không thì hoàn toàn là không có nha các anh chị. Nhưng mà nếu như mà được á, thì các anh chị hãy cố gắng là sử dụng cả kem dưỡng và kem chống nắng, kem dưỡng và kem chống nắng cả hai nha các anh chị nhé. Còn nếu như mà các anh chị mà trong cái lộ trình chăm sóc da mà các anh chị sử dụng, ví dụ như là trong cái điều kiện mà các anh chị sử dụng kem dưỡng, mà các anh chị vừa muốn tận dụng kem dưỡng mà có thêm những cái thành phần chống nắng, thì các anh chị có thể chọn cái thành phần kem dưỡng mà có thêm thành phần chống nắng. Ví dụ như là đối với sản phẩm ngăn ngừa lão hóa Artistry Youth Extend á, thì đối với cái sản phẩm mà dưỡng da ban ngày á, thì nó vừa là kem dưỡng mà vừa có cái chỉ số chống nắng, nhưng mà cái chỉ số chống nắng đó nó vẫn không bằng cái chỉ số chống nắng tối ưu của kem chống nắng. Thì các anh chị có thể nghĩ đến cái giải pháp đó để có sự kết hợp giữa kem dưỡng và có những cái chỉ và có một phần gọi là chỉ số chống nắng góp phần thêm thôi. Nhưng mà cái lời khuyên việc đối với những làn da lão hóa, làn da nói chung và làn da lão hóa, khi chúng ta đã chịu khó chăm sóc da rồi, từ cái bước làm sạch cân bằng dưỡng da thì chúng ta vẫn phải không thể bỏ qua cái bước bảo vệ, đó là kem chống nắng. Bởi vì ngày hôm nay những cái tác động từ tia UV, từ những cái tác động từ môi trường bên ngoài, nó làm tổn thương da của chúng ta rất là nhiều. Nên khi chúng ta dưỡng da mà thiếu bảo vệ da, thiếu chống nắng đó, nó rất là phí. Mà người ta nói còn đâm ra là nó uổng đi những cái thành quả mà chăm sóc da, dưỡng da của chúng ta trước đó nữa. Nên các anh chị nên kết hợp, bổ sung thêm nha, cố gắng bổ sung thêm. Rồi, xin cho hỏi là Supreme Elix chăm sóc ban đêm hay ban ngày là tốt? Đối với Supreme Elix thì các anh chị vẫn sử dụng cho cả ban ngày và ban đêm đều được cả các anh chị. Ban ngày và ban đêm đều được cả ha. Nhưng mà mình cũng đã có từng chứng kiến có những nhà phân phối họ chia sẻ là họ sử dụng, mình thì mình không có cái thói quen này, nhưng mà có một số nhà phân phối thì chia sẻ cho mình là họ sử dụng cái ban ngày thì họ sử dụng thuần những cái sản phẩm coi như là dưỡng, ví dụ như họ sử dụng bộ Youth Extend chẳng hạn, đó thì họ sử dụng kem dưỡng dành cho ban ngày, rồi sau đó ban đêm thì họ sử dụng Supreme Elix. Thì cũng có một số người thì họ cũng có thể kết hợp, nhưng mà đối với Supreme Elix thì mình không có chuyện là ban ngày và ban đêm, mà sử dụng cả ban ngày và ban đêm đều được trong cái phần dưỡng da thì nó sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn nữa ha. Rồi còn thêm câu hỏi nào nữa không các anh chị ơi? Các anh chị ơi, các anh chị nào có muốn mở mic thì các anh chị giơ tay lên đi. Dạ. Em chào chị ạ. Dạ. Chào bạn. Bạn có thể cho biết tên và mình đến ở đâu không ạ? Dạ, em là Như Ý. Hiện giờ là em sinh viên đại học năm nhất á. Dạ, và tại vì do là hiện giờ đang dịch cho nên là em chưa có lên Hồ Chí Minh được. Hiện giờ thì em đã ở quê của mình. Thì do là da của em á, trước giờ thì cũng chưa có sử dụng qua bất kỳ cái kem dưỡng nào hết. Với lại em chỉ sử dụng một cái loại thôi, đó chính là nước muối trị mụn. Nhưng mà đây là nước muối sinh lý chị. Nhưng mà do có nhiều người bảo là dùng nhiều quá thì bị lão hóa da thì làm sao ạ? Nước muối trị mụn hả? Nó là rửa cho nó sạch đó chị, cho nó sạch phẩm. Tức là bạn chỉ sử dụng nước muối thôi chứ bạn hoàn toàn là không có một cái bộ sản phẩm nào chăm sóc da hết hả? Dạ chưa đâu, đa phần là đợt trước thì em cũng có dùng sữa rửa mặt, nhưng mà dùng sợ có một thời gian nó bị ngứa, tức là em không dám dùng nữa, thế là nó bị dị ứng. Sau đó thì em chuyển qua nước muối mà dùng tới giờ, nhưng mà dạo này gần đây do dịch ở nhà cũng như kiểu là biến đi chăm á, thành ra là em cứ để vậy luôn. Với lại do tính chất của em học thì em thường thức khuya nữa, nên là mụn thì nó chỉ có vết thâm thôi ạ. Thường thường tới tháng á, tới ngày định kỳ kinh nguyệt thì nó sẽ lên mụn, nhưng mà còn không thì nó chỉ có vết thâm để lại thôi chị. Ừ.
Rồi, ok. Nếu mà nói về cái nước muối trị mụn á, chăm sóc da thì thật sự là mình ngay cả khi mà từ khi mình được học và đào tạo thì mình cũng không có nghe cái thông tin là sử dụng nước muối trong cái lộ trình chăm sóc da nha bạn. Và đương nhiên thì nước muối á, thì người ta thì dân gian thì thường nói là nó có cái tính chất làm sạch bởi vì muối, nhưng mà bởi vì các bạn biết là trong cái chuyện mà chăm sóc da thì những cái sản phẩm chăm sóc da người ta sẽ nghiên cứu những cái lớp của da của chúng ta và có những cái thành phần nào đó, có những cái thành phần nào đó cần tác động, thì nước muối không thể nào dùng để chăm sóc da được mà không thể nào sử dụng lâu dài được, bởi vì mình nghĩ rằng nếu mà sử dụng lâu dài như vậy á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến làn da của bạn và nó sẽ không có những và nó làm cho da bạn trở nên dễ bị kích ứng hơn đó, và có thể là nó sẽ làm sinh ra mụn cho bạn nếu mà bạn sử dụng về lâu về dài như vậy. Đó, thì tốt nhất là bạn nên ngưng và hãy chọn những cái sản phẩm mà nó có tính chất dịu nhẹ cho làn da của mình ha, phù hợp với làn da. Ví dụ như làn da của bạn á, thường là những bạn trẻ sinh viên như vậy á, bạn còn rất là trẻ thì bạn có thể tiếp cận với những bộ sản phẩm trẻ như dành cho da trẻ như, ví dụ như là Artistry Skin Nutrition đó, thì ví dụ như ở đây hiện nay là có hai bộ, đó là bộ Hydrating và bộ Balancing. Thì ví dụ như da của bạn có khuynh hướng dầu thì bạn có thể sử dụng bộ Balancing. Thì lúc đó thì bạn bạn nên là soi da, không biết là cái da của bạn hiện nay nó như thế nào á, là nó bị khô da hay là nó bị là hay là da có khuynh hướng khô hay là da có da dầu. Dạ là da dầu chị ạ. Da dầu thì bạn có thể chọn cái bộ Balancing chẳng hạn, thì nó phù hợp với cái độ tuổi của bạn hơn và nó sẽ cải thiện cái vấn đề da thiết thực của bạn hơn là cái việc mà bạn sử dụng nước muối như vậy ha. Dạ. Rồi, mình không biết nãy giờ mình do trả lời mình có sót cái câu hỏi của ai hay không. Nếu như các anh chị thấy là cái phần câu hỏi của các anh chị mà nó trôi lên quá nhanh á, thì các anh chị có thể vui lòng đánh lại giùm mình để mình tiếp tục mình theo dõi nha. Rất nhiều câu hỏi. Khách hàng 30 tuổi bị sạm nám, chưa đủ điều kiện kinh tế, nếu ưu tiên tinh chất trị nám vitamin C thì nên chọn loại nào? Ở đây thì mình muốn hỏi là chị muốn hỏi là chưa đủ điều kiện kinh tế, nhưng mà ở đây là có đủ điều kiện để mua những cái sản phẩm cơ bản chưa ạ? Không biết là cái có anh chị nào tên là Chiến, không biết là cái chuyện mà các anh chị nói là không đủ điều kiện mua tinh chất, nhưng mà không, ngay cả có đủ điều kiện mua những cái món cơ bản chưa? Tại vì thật ra thì nếu như các anh chị mua sử dụng sản phẩm tinh chất mà lại không kết hợp với những cái sản phẩm của bộ cơ bản á, tức là những cái bước cơ bản, thì mà dùng ngay tinh chất thì nó sẽ không có hiệu quả lắm đâu, bởi vì á, tinh chất thì nó cần được đi sâu vào bên trong á, và khi đi sâu vào bên trong như vậy á, thì nó sẽ cần có những cái người giống như là dẹp đường cho nó đi trước á, và qua những cái bước nhờ làm sạch đúng không, cân bằng da. Vậy thì nếu như chưa có đủ điều kiện thì chúng ta vẫn phải tập trung vô những cái bước cơ bản là rửa mặt, cân bằng, dưỡng, rồi sau đó có điều kiện kinh tế chúng ta thêm vào tinh chất nữa thì lại càng tốt hơn ha. Thì giữa một cái người mà sử dụng cái sản phẩm cơ bản và một người sử dụng sản phẩm cơ bản cộng thêm những cái sản phẩm tinh chất hỗ trợ thì cái hiệu quả của cái nhóm thứ hai á, nó vẫn cao hơn cái nhóm thứ nhất đó. Thì nếu mà cái chưa đủ điều kiện thì chúng ta đừng đường đột mua liền cái chai tinh chất vào mà không có kết, nếu chưa chúng ta chưa đủ kết hợp với lại cái sản phẩm cơ bản nha, lưu ý cái phần này. Có một người cô giáo cho em hỏi kem phùng mắt là riêng, vậy khi chống nắng và dưỡng là lúc trang điểm có nên thoa lên mắt không? Mình chưa hiểu ý lắm cái câu hỏi này ạ. Khi thoa lên mắt thì chúng ta thoa cái kem dưỡng da vùng mắt lên mắt à, đúng không ạ? Tại vì á, các anh chị không thể nào lấy kem dưỡng mặt mà thoa lên mắt. Bởi vì cái vùng mắt là cái vùng rất là mỏng manh và cái vùng nó khô và nó có một cái đặc thù riêng của nó, nên cần phải có những cái sản phẩm dành riêng cho mắt chứ không thể dùng sản phẩm cho mặt dành đưa lên trên mắt mình được.
Có một câu hỏi rất là hay nè. Vào mùa hè thì apply nhiều lớp dưỡng có thể làm da bị bí, đổ mồ hôi, bớt sản phẩm. Vậy nên cắt chu trình dưỡng ẩm vào dưỡng chu trình dưỡng ẩm còn những bước nào? Các anh chị, thật ra thì khi mà chúng ta vào mùa hè thì da của chúng ta nó cũng rất là dễ bí, nhưng mà với điều kiện á, là chúng ta sử với cái chuyện là khi chúng ta sử dụng những cái sản phẩm mà nó có độ ẩm quá nhiều chẳng hạn đó, mà nó và chúng ta sử dụng với cái liều lượng nó quá nhiều thì nó có thể là hấp thu không hết, thì nó gây ra cái bí tắc cho cái làn da của chúng ta. Thì với mùa hè các anh chị vẫn có thể sử dụng với cái liệu trình nhiều bước như vậy, nhưng mà các anh chị có thể giảm bớt cái liều lại, tức là cái lượng lại một chút xíu nếu như các anh chị cảm thấy nó bí, còn nếu như cảm thấy không bí thì các anh chị vẫn sử dụng bình thường không sao hết ha. Rồi còn câu hỏi nào nữa không ạ? Phòng huấn luyện có nhắc nhở là các anh chị ơi, các anh chị hãy nhấp vào cái đường link Menti để vui lòng đánh giá cái lớp học của ngày hôm nay ạ. Có một người, một anh chị chia sẻ là chăm sóc da đúng đủ đều là hiệu quả cực kỳ. Câu này rất là chính xác, rất là hay. Cảm ơn các anh chị. Có một người hỏi là mình muốn chống lão hóa vừa muốn trắng sáng da thì dùng kết hợp như thế nào? Hôm nãy trong cái liệu trình mà chăm sóc da 360 độ chống lão hóa này nè, thì các anh chị thấy là các anh chị đã thấy là vừa có những cái vấn đề da về độ ẩm nè, bị khô da, những vấn đề lão hóa như là khô da nè, da mất độ ẩm nè, hay là những cái nếp nhăn đó, rồi cộng những cái vấn đề sạm nám của da đều được cải thiện bằng cái bộ sản phẩm, mà cái sự kết hợp của bộ sản phẩm đã đưa đưa cho các anh chị lúc nãy đó. Thì các anh chị thấy là ví dụ như với những cái thành phần vitamin C là nó đã kiểm soát được cái việc sản sinh ra melanin rồi, và đường dẫn của melanin đó ở trong bộ vitamin CHA cộng với lại Ideal Radiant, thì chúng ta thấy cái sự kết hợp như vậy nó đã góp phần giúp cho chúng ta vừa chống lão hóa vừa vừa làm cải thiện sạm nám, tức là làm trắng sáng da của chúng ta đó. Lúc nãy là những cái hiệu quả mà chứng minh lâm sàng của sản phẩm đều có nói đề cập đến vấn đề cải thiện nếp nhăn, độ ẩm và cải thiện cái vấn đề trắng sáng sạm nám, là làm trắng sáng da của chúng ta luôn ha các anh chị ha. Tuy nhiên nếu như các anh chị muốn kết hợp thêm, ví dụ như là các anh chị muốn kết hợp thêm sữa rửa mặt hay là dung dịch cân bằng của bộ Ideal Radiant thay thế cho bộ Youth Extend vẫn được nha các anh chị, vẫn kết hợp được. Rồi có một người hỏi là vùng da mụn đang viêm có cần phải chăm sóc da 5 bước cho chỗ mụn hay là né ra? Cái vùng da mụn á, đang viêm á, da mụn thì nó có hai loại đúng không ạ, mụn viêm và mụn không viêm. Đối với cái mụn mà không viêm thì chúng ta chăm sóc da y như là những cái làn da khác thôi, nó cũng rất là dễ dàng. Nhưng mà đối với cái làn da mụn mà có viêm á thì chúng ta phải để ý có cái độ viêm của nó như thế nào. Nếu mà chúng ta viêm nặng quá thì chúng ta nó lúc đó cái khả năng mà nó tiếp nhận được những cái sản phẩm tinh chất, những cái sản phẩm chuyên sâu dầu dưỡng chất thì nó vẫn chưa có khả năng, mà nó cần phải sử dụng những cái bước cơ bản. Chủ yếu là các anh chị có thể là sử dụng những cái bước cơ bản rửa mặt cân bằng và dưỡng nhẹ nhàng, chống nắng nhẹ nhàng thôi, chứ không cần chưa 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 nên đụng tới những cái sản phẩm tinh chất nha. Nhẹ nhàng và cái liều lượng nó cũng bớt bớt lại. Còn nếu như nó đang viêm quá mà nó cái vết thương hở thì chúng ta cũng có thể là tránh né nó ra. Rồi có một người rất là kiên trì đặt cái câu hỏi là dùng bộ Skin Nutrition bây giờ muốn kết hợp cân bằng Youth Extend được không? Bạn dùng sản phẩm Skin Nutrition nhưng mà bộ bộ nào ạ? Hiện nay là bộ Balancing hay là bộ Hydrating? Tại vì dung dịch cân bằng của Youth Extend á thì nó rất là phù hợp với lại những làn da bị làn da khô.
Đó. Thì ví dụ như các bạn đang bộ sử dụng bộ Artistry Skin Nutrition mà hydrating, thì các bạn mà có thể nếu mà muốn thì các bạn cũng có thể sử dụng thêm cái dung dịch cân bằng của Youth Extend nếu mà cảm thấy da mình nó cần cải thiện cái độ ẩm, đặc biệt là tác động vào cái lớp hydration á, xử lý cái vấn đề khô da ha, vẫn được. Rồi các anh chị nhớ vui lòng nhấp vào cái link Menti để đánh giá cái lớp học ngày hôm nay. Rồi có một bạn nói rằng cảm ơn cô đã chia sẻ tận tình và tuyệt vời trong buổi ngày hôm nay. Em là sinh viên, điều kiện tài chính cũng có giới hạn, cô có thể tư vấn cho em các bước và sản phẩm chăm sóc da tối giản nhất. Đối với những bạn sinh viên mà chưa có điều kiện mà da của bạn cũng còn trẻ khỏe, chưa gặp những cái vấn đề lão hóa, thì các bạn cũng chưa cần phải tập trung vào cái bộ sản phẩm giải pháp cho làn da chống lão hóa chuyên sâu này đâu, mà các bạn có thể là tập trung vào những cái sản phẩm Artistry Skin Nutrition ha. Đó là những cái bộ cũng rất là cơ bản và cái kinh phí nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn cho bạn, đúng không? Nhưng mà các bạn vẫn đặc biệt lưu ý là rửa mặt, cân bằng, dưỡng và chống nắng thì vẫn đều những cái bước cơ bản đó thì vẫn tốt hơn trong cái lộ trình chăm sóc da của mình. Bộ da dầu. Rồi bộ da dầu đúng là nếu như da của bạn có khuynh hướng dầu thì nhớ là bộ balancing. Còn da bạn có khuynh hướng khô thì nhớ là bộ hydrating. Da bị sẹo vì mụn thì làm sao cho hết sẹo? Sẹo đó là những cái tổn thương da, đúng không ạ? Là những cái tổn thương mà nó tổn thương đến cái tế bào của da ở trên bề mặt, ở lớp biểu bì, và thậm chí có những người mà mụn mà sâu quá đó thì họ có thể tổn thương đến cái lớp trung bì và nó tổn thương những cái cấu trúc collagen và elastin, và lâu ngày nó tạo ra những cái khuyết của da, nó lõm đó. Nó lõm như vậy thì nếu như các bạn muốn cải thiện á, thì đối với vấn đề trị sẹo thì đối với những sản phẩm Artistry nó không phải là những sản phẩm chuyên về trị sẹo nha các bạn, nhưng mà khi chúng ta dùng sản phẩm mà chúng ta hiểu về cái cơ chế tái tạo tế bào da của chúng ta, cải thiện làn da bên trong bên ngoài á, thì chúng ta có thể tập trung vào một số sản phẩm như là protein giúp tái tạo tế bào da, và nếu như làn da của bạn tổn thương sâu mà đến lớp collagen thì các bạn cũng có thể tập trung vào collagen. Collagen thì các bạn có thể chú ý đến vitamin C nè, vitamin CHA nè ha, cho cái việc thoa, và cái việc uống thì có vitamin C của Nutrilite, rồi chúng ta có thể bổ sung thêm collagen. Đó thì đó là một số cái mà chúng ta có thể tập trung vào. À, thì nhưng mà nó vậy phải là một cái sự kiên trì lâu ngày để nó tái tạo dần những cái lớp sâu trong da, bởi vì mình cũng đã chứng kiến được và bản thân mình thì cũng có một vài trước đây lúc còn nhỏ do mụn á, cũng có vài cái gọi là những cái vết sẹo nhỏ trên da, nhưng mà mình thấy là theo thời gian á nó có làm đầy lên đó các anh chị, nó có làm đầy lên đó. Theo thời gian nha các anh chị, nó phải có một cái sự kiên trì theo thời gian, tức là lúc trước mình cũng không có chú tâm lắm cái xử lý những cái vấn đề sẹo đó đâu, nhưng mà mình thấy nó có cải thiện. Còn mình đã có thấy một số những anh chị nhà phân phối sử dụng lâu năm mà trước đây cái khuôn mặt của họ cũng khá là rỗ, có thể là do mụn đó, nhưng mà có cái chuyện nó làm đầy lên là có, mình có thấy chứng kiến cảnh đó, cái hình ảnh đó nha. Một số khách hàng cũng có, họ cũng phản hồi là như vậy. Nên mình thấy là khi mà các anh chị kiên trì sử dụng thì nó qua thời gian nó sẽ có cái kết quả cải thiện bên trong bên ngoài, đặc biệt là yếu tố bên trong và kết hợp bên ngoài luôn. Có một câu hỏi là mặt da mặt mình nhạy cảm mà mình dùng mỹ phẩm không trắng, mình các anh chị Hồng Điệp có thể mở máy cho mình hỏi được không, hỏi trực tiếp được không, tại vì mình chưa hiểu rõ lắm cái câu hỏi, khi mà không cái câu ngắn quá và không có dấu á. Để mình hiểu rõ cái câu hỏi để mình trả lời cho nó đúng. Có một người thì hỏi về cái vấn đề mụn thịt
ở độ tuổi sau 30 có phải là tình trạng lão hóa da không? Mụn thịt thì theo mình biết đó, nó một cái là một cái tình trạng rối loạn cái tuyến mồ hôi, gọi là giống như cái u tuyến mồ hôi á các anh chị. Ha, thì nó cũng là một cái bệnh lý của cơ thể nhưng mà nó cũng không quá là ghê gớm lắm ha. Đó, thì theo thời gian thì mình có những cái vấn đề chăm sóc da, ví dụ như là mình có một số người á, một có nhiều nguyên nhân bị mụn thịt đúng không ạ, nhưng mà có một số người thì khi mà dưỡng, các anh chị lưu ý là đừng có nên để quá thừa những cái mỹ phẩm ở trên mắt của mình, nó cũng sẽ làm cho cái vùng mắt của mình nó không hấp thụ hết thì lâu ngày nó cũng có thể ảnh hưởng. À, nhưng mà có một số những cái người có họ, cái cơ địa của họ nó có vấn đề về u tuyến mồ hôi thì các anh chị cũng sẽ lưu ý, nếu các anh chị có những bệnh lý này thì liên quan đến da liễu thì các anh chị có thể tìm đến da liễu ha. Nếu bị nặng quá thì các anh chị có thể xử lý ở bên da liễu. Da bị sạm nám không đều màu thì cần sử dụng sản phẩm cơ bản nào để tối ưu hóa làn da? Đối với làn da mà sạm nám á, không đều màu, làn da sạm nám không đều màu ở đây á, thì các anh chị thấy ở những cái biểu hiện của lão hóa mà hôm nãy chúng ta cũng đã phân ở trong bài á, thì làn da lão hóa cũng có những cái vấn đề bị sạm nám rồi đúng không ạ? Thì chúng ta một là chúng ta sử dụng cái bộ sản phẩm như là đề xuất, như là gợi ý ở trong trong nội dung của bài học chia sẻ ngày hôm nay. Còn hoặc không thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm cái bộ sản phẩm làm trắng sáng da của Ideal Radiant. Nhưng mà các anh chị lưu ý là sạm nám cũng là một cái vấn đề lão hóa rồi. Thì khi chúng ta bên cạnh chúng ta sử dụng những cái bộ cơ bản gồm các bước là rửa mặt, tẩy trang, rửa mặt cân bằng, dưỡng và chống nắng, thì chúng ta nhớ thêm tinh chất. Và trong cái sản phẩm tinh chất ở đây thì chúng ta đặc biệt lưu ý là đối với vitamin C, HA cộng với lại cái tinh chất mà tinh chất Spot Corrector và tinh chất, cái chữ S và cái chữ B các anh chị, Spot Corrector và Brightening á, là cái hai cái tinh chất các anh chị bổ sung vào trong cái liệu trình mà muốn là cải thiện cái vấn đề sạm nám nha, các anh chị lồng thêm vào trong cái liệu pháp đó. Rồi ok, đến giờ này là chúng ta cũng đã 10 giờ 20 rồi và cảm ơn các anh chị đã còn khoảng hơn 200 mấy anh chị vẫn còn ngồi với mình cho đến giờ này. Đó là một cái niềm khích lệ của mình rất là nhiều. Và thật ra thì trong cái khuôn khổ chương trình của ngày hôm nay á, mình muốn chia sẻ rất là nhiều thứ cho các anh chị. Nhưng mà thật ra thì sức mình cũng có hạn và cái thời lượng cũng có hạn. Nên mình rất là cảm ơn các anh chị đã lắng nghe mình chia sẻ cho đến giờ. Và có rất nhiều câu hỏi của các anh chị ở đây mình thấy là nó trôi rất là nhanh và mình thiếu sót là mình không trả lời kịp. Nếu vậy thì mong các anh chị thông cảm, và các anh chị có thể, nếu mà các anh chị cần thì các anh chị có thể hỏi upline của mình hoặc là nhà phân phối của mình, hoặc là đợi trong những cái buổi huấn luyện sắp tới các anh chị hỏi thêm những anh chị, những trainer khác. Và công ty thường xuyên có những cái buổi huấn luyện để mà giúp cho các anh chị nâng cao kiến thức về chăm sóc da, chăm sóc sức khỏe và giúp cho cái việc kinh doanh của các anh chị nhà phân phối tốt hơn. Nên mình rất là cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và em ơi, bạn kỹ thuật ơi, hãy giúp chị cho biết là 5 người mà